Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 190. Diệp Huyên hơi sửng sốt, sau đó cười nói, ta đang xem có phải ngươi là cường giả tuyệt thế đang ẩn mình không? Cô bé liếc hắn, vậy ngươi đã nhìn ra chưa? Diệp Huyên lắc đầu. Cô bé gõ lên cái bát vỡ trước mặt, cho chút đi. Diệp Huyên ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, hắn lấy ra một ít linh thạch cực phẩm để vào bát, sau đó nói tiểu nha đầu, ngươi tên gì? Cô bé đề phòng nhìn Diệp Huyên, ngươi muốn làm gì? Ta chỉ cần chút linh thạch thôi, chứ không phải bán thân. Diệp Huyên cạn lời, ngươi suy nghĩ linh tinh cái gì vậy? Cô bé bĩu môi, nhìn ngươi không giống chính nhân quân tử gì cả. Diệp Huyên. Cô bé ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau đó nói, hình như mưa tạnh rồi. Nói xong, cô bé bèn muốn đứng dậy rời đi. Diệp Huyên đột nhiên kéo ống tay áo cô bé, hắn nghiêm túc nói, ngươi cho ta biết, có phải ngươi là cường giả không? Cô bé chớp mắt, ngươi nghĩ sao? Diệp Huyên nói với giọng điệu nghiêm túc, trực giác cho ta biết là ngươi phải. Không thể trách hắn có trực giác này được, từ trước đến giờ, chỉ cần là cô bé trông không được bình thường hay ông lão quét sân mà hắn gặp được gần như đều là cường giả ngầm. Còn có những cô gái đọc sách nữa. Đương nhiên là trừ đệ nhị tiên kia ra. Có vài người cầm sách là đọc thật, là lợi hại thật, còn có vài người chỉ cầm sách để giả vờ thôi. Cô bé lặng lẽ đến gần Diệp Huyên, chớp mắt ta là cường giả. Dứt lời, cô bé cẩn thận nhìn xung quanh, sau đó nói tiếp, ta chỉ nói với một mình ngươi thôi, ngươi tuyệt đối không được cho người khác biết đó. Nói xong, cô bé cười hí hởn, sau đó xoay người rời đi. Diệp Huyên nhìn cô gái đã đi xa, chợt nói, cô bé, ta tên Diệp Huyên, làm quen nhé. Cô bé đó vẫy tay, nhanh chóng biến mất ở cuối con đường. Diệp Huyên thầm nói, tiểu tháp, ngươi có nhìn ra thực lực của cô bé này không? Tiểu tháp im lặng một lát mới đáp, không thể. Diệp Huyên nhíu mày, ngươi từng ở bên cạnh phụ thân mà ngươi lại không nhìn ra ư. Tiểu tháp ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta cảm thấy cô nhóc này không đơn giản. Diệp Huyên hỏi, không đơn giản chỗ nào? Tiểu tháp đáp, không biết. Diệp Huyên. Một lát sau, Diệp Huyên rời đi. Bây giờ, hắn đang cảm thấy áp lực như núi. Yêu giáo. Hắn vốn muốn đến yêu giáo lén lút giết chết mấy con yêu thú trụ tâm cảnh, sau đó nâng cao thực lực bản thân, nhưng bây giờ xem ra nếu hắn đến yêu giáo, e rằng sẽ có đi mà không có về. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên hơi đau đầu. Với thực lực của hắn bây giờ, nếu đấu với một cường giả trụ tâm cảnh tầng 4 thì có 7-8 phần khả năng chiến thắng, nhưng nếu là hai cường giả thì thật sự không chống nổi. Còn nếu là tầng 5, thì hắn càng không phải đối thủ của đối phương. Quá áp lực. Lúc này, thần chiêu chợt lên tiếng, ngươi chỉ là muốn vũ trụ chi tâm thôi đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng. Thần chiêu nghiêm túc nói, vậy ngươi có thể đi mua. Diệp Huyên nhíu mày, đi mua. Thần chiêu đáp, đúng thế. Nhưng ngươi phải đi đến yêu thần giới, nơi đó vô cùng sầm uất, chỉ cần ngươi có nhiều tinh mạch thì cái gì cũng có thể mua được, kể cả vũ trụ chi tâm. Diệp Huyên trầm giọng nói, người khác cũng có thể nuốt chửng vũ trụ chi tâm à. Thần chiêu nói, gần như là không thể, vì việc nuốt chửng vũ trụ chi tâm có yêu cầu rất lớn về thân thể và huyết mạch, thân thể của ngươi rất đặc biệt, huyết mạch cũng thế. Vì vậy ngươi mới có thể nuốt chửng được. Còn người khác dù có thể nuốt chửng thì hiệu quả vẫn thua xa ngươi. Có điều vũ trụ chi tâm vô cùng quý giá, vì có rất nhiều tác dụng, có thể dùng để duy trì trận pháp, có thể dùng để luyện chế đan dược, cũng có thể dùng để hấp thu như tinh mạch, vũ trụ chi tâm cảnh giới càng cao thì càng quý giá. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Thần chiêu nói tiếp, nếu ngươi đi đến yêu thần giới thì sẽ rất nguy hiểm, vì một khi tiến vào nơi đó, ngươi có thể sẽ bị bọn họ phát hiện ra. Diệp Huyên cười đáp, đây chỉ là chuyện nhỏ. Dứt lời, hắn bèn giấu đi hơi thở của bản thân, sau đó lại nhờ tiểu tháp che giấu giúp mình. Dù tiểu tháp không giỏi đánh nhau, nhưng chức năng phụ trợ vẫn tạm được. Một lát sau, Diệp Huyên biến thành một tia kiếm quang biến mất ở cuối chân trời, đích đến là yêu thần giới. Yêu thần giới. Vì có kiếm Thanh Huyên, cho nên không mất bao lâu, Diệp Huyên đã đi tới yêu thần giới. Yêu thần thành.
Sau khi đi tới thành chính yêu thần thành của yêu thần giới, Diệp Huyên cảm thấy rất kinh ngạc. Đây có thể nói là tòa thành lớn nhất, khí thế nhất mà hắn từng gặp, tường thành cao trên trăm trượng, đứng từ dưới tường thành nhìn lên, chợt cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Thỉnh thoảng trước cổng thành có yêu thú khổng lồ đi ngang qua, dù yêu thú tu luyện đến trình độ nhất định có thể biến thành người, nhưng cũng không phải tất cả yêu thú đều thích biến thành người. Mà Diệp Huyên phát hiện, ngoài yêu thú còn có vài nhân loại và chủng tộc khác. Lúc này, thần Chiêu nhẹ giọng nói, yêu thần giới này đúng là không đơn giản. Diệp Huyên gật đầu tán thành, yêu thần giới này đúng là không đơn giản, đây đúng là một thế lực siêu cấp. Mà hắn còn thấy khá tò mò với giáo chủ thần bí của yêu giáo kia. Thần Chiêu cất lời, đi vào thành làm quen hoàn cảnh trước đi. Diệp Huyên gật đầu, sau khi vào thành, Diệp Huyên đảo mắt nhìn xung quanh, trong thành rất rộng lớn, không thể nhìn thấy điểm cuối, hơn nữa bên trong có rất ít kiến trúc, rõ ràng yêu thú đều không thích ở nhà. Nhưng nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên chợt nói, thần Chiêu, cô nói xem nếu mang cái tiểu tháp này của ta đi đấu giá thì có thể bán được bao nhiêu tinh mạch. Tiểu tháp. Bán tiểu tháp. Sau khi nghe thấy lời của Diệp Huyên, thần Chiêu im lặng một lúc rồi nói, vô giá. Vô giá. Diệp Huyên chớp mắt, thật sao? Thần Chiêu trầm giọng nói, nếu ngươi thật sự lấy đi bán thì sẽ khiến vô số cường giả phải điên cuồng. Chức năng tu luyện đáng sợ của tiểu tháp đủ để khiến bất cứ một ai điên cuồng. Đáng sợ đến mức không thể miêu tả bằng lời. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, tiểu tháp, sau này ta sẽ đối xử tốt với ngươi hơn. Tiểu tháp im lặng một lát mới đáp, tiểu chủ, ngươi chỉ cần làm một con người là được. Nói thật, người mà làm màu thì còn đáng sợ hơn cả chủ nhân nữa. Diệp Huyên. Một lát sau, Diệp Huyên đi tới trước một tòa đại điện. Tiên Bảo Các. Đây là thương hội lớn nhất ở yêu thần giới, chỉ có một câu nói có thể miêu tả thương hội này, chỉ cần ngươi có tiền, cái gì cũng có thể muốn được ở đây. Diệp Huyên vừa tiến vào Tiên Bảo Các, đã có một cô gái thanh tú nghênh đón, cô gái khẽ mỉm cười. Cư xử có chừng mực, quý khách muốn bán hay mua? Diệp Huyên cười đáp, mùa ồ, cô gái cười nhẹ nhàng, mời quý khách đi theo ta. Dứt lời, nàng ta xoay người đi vào trong. Diệp Huyên đi theo sau cô gái đến một phòng riêng sang trọng, sau đó lập tức có người bưng linh trà thượng hạng lên. Cô gái ngồi xuống trước mặt Diệp Huyên, cười nói, quý khách xưng hô thế nào? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó đáp, Dương Huyên. Cô gái cười nói, Dương công tử. Ta tên là A Thiến, không biết Dương công tử muốn mua cái gì. Diệp Huyên đáp, vũ trụ chi tâm. Vũ trụ chi tâm. Cô gái sửng sốt. Diệp Huyên cười nói, có không? Cô gái gật đầu, có, nhưng nó rất đắt. Diệp Huyên hỏi, đắt đến mức nào? Cô gái nhìn Diệp Huyên, 800 tinh mạch. 800 tinh mạch. Nghe vậy, mí mắt Diệp Huyên lập tức giật giật. Mẹ ơi! Bây giờ hắn chỉ có tổng cộng khoảng gần 700 tinh mạch, đây là tất cả tài sản của hắn rồi. Hơn nữa còn là nhờ Chu Tân cho hắn 500 sợi, nếu không, ngay cả 700 sợi mà hắn còn không có. Hắn chợt phát hiện mình rất nghèo. Cô gái đột nhiên cười nói, công tử, nếu công tử không đủ tinh mạch thì ta vẫn còn một cách. Diệp Huyên nhìn cô gái bằng ánh mắt tò mò, cách gì? Cô gái đáp, vay. Diệp Huyên sửng sốt, vay, là thế nào? Cô gái cười giải thích, rất đơn giản, có nghĩa là công tử trả trước 50% tiền hàng, tinh mạch còn lại thì trả theo giai đoạn. Trả theo giai đoạn. Diệp Huyên trầm giọng nói, còn có thể như thế nữa à? Cô gái khẽ mỉm cười, có thể, nhưng chúng ta sẽ thu thêm một ít lãi và tiền dịch vụ. Nói cách khác, tổng số tiền phải trả không chỉ là 800 tinh mạch. Tôi tính sơ qua thì tổng cộng phải trả khoảng 900 tinh mạch. Lãi là 100 tinh mạch. Nghe vậy, Diệp Huyên xa sầm mặt. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, mẹ kiếp, cảm giác quen thế nhỉ? Diệp Huyên hơi tò mò, sao thế? Tiểu tháp hờ hững đáp, không có gì. Diệp Huyên. Lúc này, A Thiến lại nói, đương nhiên nếu Dương công tử có thể mua trả một lượt cũng có thể giảm đi rất nhiều phiền phức. Cũng không cần phải trả thêm lãi suất. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, các người không sợ có người vay không trả à? A Thiến chớp mắt, không sợ. Diệp Huyên cười nói, ta sẽ đến sau. A Thiên đứng dậy,
sau đó cười nói, Dương công tử đi thông thả. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Dù lúc đi, trên mặt vẫn mang theo nụ cười, nhưng nụ cười đã hơi thay đổi rồi. Diệp Huyên đột nhiên nói, có phải nàng ta cho rằng ta mua không nổi không? Tiểu Tháp nói, người vốn mua không nổi. Diệp Huyên ngồi im lặng trong phòng riêng. Hắn không ngờ một viên vũ trụ chi tâm lại đắt đến thế. Phải làm sao đây? Tiểu Tháp chợt nói, tiểu chủ, có phải người muốn cướp không? Diệp Huyên đen mặt, ta là người như thế sao? Tiểu Tháp nhẹ nhàng nói, người không phải con người. Diệp Huyên không nói nhảm với Tiểu Tháp nữa, hắn rời khỏi Thiên Bảo Các. Nhưng nhớ ra điều gì, Diệp Huyên đột nhiên mở lòng bàn tay, một quyển cổ tịch xuất hiện trong tay hắn. Vũ trụ thư. Từ sau khi lấy được vũ trụ thư, hắn chưa từng sử dụng nó, vì thế, hắn cũng không biết rốt cuộc vũ trụ thư này có tác dụng hay không. Lúc này, Thần Chiêu ngạc nhiên nói, vũ trụ thư. Diệp Huyên cười hỏi, cô biết vũ trụ thư này à? Thần Chiêu nghiêm túc đáp, đó là bảo vật siêu cấp của nguyên vũ trụ. Diệp Huyên trầm giọng nói, có thể giết chết trụ tâm cảnh không? Thần Chiêu nói, có thể, nhưng ta không biết giới hạn của nó là bao nhiêu, ngươi có thể thử xem sao. Diệp Huyên nhìn vũ trụ thư trước mặt, hắn thoáng do dự, có nên lấy hắn ra thử không? Một lát sau, Diệp Huyên mở vũ trụ thư, sau đó viết hai chữ lên trên, Dương Diệp. Người đàn ông áo xanh. Tiểu Tháp. Vừa mới viết xong, vũ trụ thư rung lên, một khắc sau, nó chợt bốc cháy. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, hắn vội vàng đưa vũ trụ thư vào lại trong Tiểu Tháp. Sau khi đưa vào trong, ngọn lửa xung quanh vũ trụ thư mới dần biến mất. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó hỏi, Tiểu Tháp, nó không sao chứ? Tiểu Tháp lạnh nhạt đáp, không sao, chỉ suýt bị đốt sạch thần hồn mà thôi. Diệp Huyên. Tiểu Tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, tạm thời người tốt nhất đừng nên khiêu chiến quyền uy của chủ nhân. Diệp Huyên im lặng. Thực lực của phụ thân vẫn sâu không lường được như thế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này, mấy chục hơi thở mạnh mẽ chợt dâng lên từ nơi chân trời. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía đó, có người bên cạnh chợt nói, sao hôm nay tứ đại điện lại phái ra nhiều cường giả thế? Nghe nói có một kiếm tu sẽ dẫn người đến yêu giáo quyết chiến một trận. Mẹ kiếp, quyết chiến với yêu giáo, kiếm tu đó nghiêm túc à? Có lẽ là nghiêm túc, nếu không, bốn đại điện cũng sẽ không phái ra nhiều cường giả như thế. Hơn nữa, ta nghe nói điện chủ cổ yêu điện cũng đích thân ra mặt rồi. Kiếm tu kia có lai lịch gì? Không biết, nhưng chắc là rất mạnh, nếu không sao có thể dám tuyên bố đến yêu thần giới được. Đi đi, đi xem thử, nhất định phải gặp mặt kiếm tu ngông cuồng kia. Trong thành có vô số cường giả đi đến cổng thành. Sau khi nghe thấy lời của những cường giả kia, Diệp Huyên im lặng. Tiểu Tháp cất lời, tiểu chủ, đi không? Diệp Huyên nghiêm túc hỏi, có thể đi à? Tiểu Tháp hơi do dự. Sau đó nói, nếu không đi thì mất mặt lắm. Diệp Huyên nhún vai, dùng sao ta cũng không còn thể diện gì được, còn sợ mất mặt gì chứ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tiểu Tháp. Trên tường thành. Lúc này, bên trên tập trung rất nhiều cường giả cổ yêu điện, chẳng những thế, cường giả của ba điện còn lại cũng đang ẩn mình trong bóng tối. Sẵn sàng đón địch. Không thể coi thường. Vì điện chủ của bốn điện vẫn khá xem trọng lời nói của Vân Xuyên. Vân Xuyên đứng im trên tường thành, trước mặt hắn ta còn có một người đàn ông trung niên, trên đầu ông ta có một cái sừng. Người này chính là Khôi Thần điện chủ cổ yêu điện. Khôi Thần nhìn về phía xa với nét mặt bình tĩnh, hắn sẽ đến chứ? Vân Xuyên gật đầu, chắc chắn sẽ đến. Người này là một kiếm tu, thực lực rất mạnh, chắc chắn sẽ không nuốt lời. Khôi Thần gật đầu. Mọi người chuẩn bị đón địch. Từ mặt trời mọc đến giữa ngày, cuối cùng từ giữa ngày đến mặt trời lặn, nhưng Diệp Huyên vẫn không xuất hiện. Lúc mặt trời lặn xuống, sắc mặt Vân Xuyên hơi khó coi. Đừng nói là tên này bị lạc đường đấy. Đến tối. Diệp Huyên vẫn không tới.
sắc mặt của cường giả trên tường thành và bên trong thành trở nên kỳ lạ. Còn sắc mặt Vân Xuyên thì ngày càng khó coi. Ngày hôm sau, mặt trời lại mọc, vạn vật sống lại. Nhưng Diệp Huyên vẫn không đến. Khôi thần trên tường thành quay đầu nhìn Vân Xuyên, Vân Xuyên nhìn chân trời phía xa, nhẹ giọng nói, tên này định lật lọng à. Lúc này, Khôi thần chợt nói, Vân Xuyên, ta rất thất vọng, cũng rất tức giận. Dứt lời, ông ta xoay người rời đi. Các cường giả yêu giáo trên tường thành cũng đồng loạt rút lui. Chẳng mấy chốc, trên tường thành chỉ còn lại Vân Xuyên. Vân Xuyên nhìn chân trời xa xôi bằng ánh mắt hơi khó hiểu, không thể nào, một vị kiếm tu mạnh như thế tuyệt đối không thể nuốt lời được, chẳng lẽ thật sự lạc đường rồi. Mọi người trong thành cũng giải tán. Bàn tán xôn xao. Đều đang bàn tán vì sao vị kiếm tu kia lại không đến. Là sợ. Hay là lạc đường. Yêu thần thành lập tức trở nên náo nhiệt. Cùng lúc đó, toàn bộ yêu giáo bắt đầu dốc toàn lực truy nã Diệp Huyên. Lần này Diệp Huyên cho yêu giáo leo cây, khiến yêu giáo rất tức giận, chưa từng có ai dám trêu đùa bọn họ như vậy. Không lâu sau đó, nhân viên tình báo của yêu giáo lần lượt rời khỏi yêu thần giới, đi tìm Diệp Huyên. Mà bọn họ đều không biết Diệp Huyên đã ở yêu thần thành rồi. Một nơi khác. Trong một tinh không không rõ nào đó, cả hai ông lão đang không ngừng xé rách tinh vực thời không, khoảng 2 canh giờ sau, bọn họ xuất hiện ở thiên giới. Hai người đều có cảnh giới trụ tâm tầng 6. Hai ông lão đưa mắt nhìn xung quanh, ông lão bên trái nhẹ giọng nói, đi thôi. Vừa dứt lời, hai người đã biết mất. Một lát sau, bọn họ đi thẳng tới thiên gia Chu tộc. Khi hai người đi đến Chu tộc, tộc trưởng Chu Tân lập tức xuất hiện trước mặt hai người. Chu Tân nhìn bọn họ bằng nét mặt cực kỳ đề phòng. Sâu không lường được. Đây là cảm giác hai người mang đến cho nàng. Mà bây giờ thực lực của nàng như thế, người có thể mang đến cho nàng cảm giác này có thể là người bình thường sao? Ông lão bên trái quan sát Chu Tân, sau đó khẽ mỉm cười, chào cô nương, chúng ta không có ác ý, đến đây chỉ muốn hỏi thiếu chủ của chúng ta ở đâu. Chu Tân nhíu mày, thiếu chủ của các ông. Ông lão bên phải chen miệng vào, Diệp Huyên, Diệp Thiếu. Nghe vậy, Chu Tân sửng sốt, Diệp Huyên. Hai ông lão gật đầu. Chu Tân nhìn hai người, nét mặt dần trở nên kỳ lạ. Ông lão bên trái hiền lành hỏi, cô nương, theo chúng ta được biết thì lúc trước cậu ấy ở đây đúng không? Chu Tân gật đầu, lúc trước hắn đúng là ở đây, nhưng hắn đi rồi. Hai ông lão nhìn nhau, sau đó, người bên trái do dự một lát rồi hỏi, cô nương, lúc thiếu chủ rời đi có để lại cho cô cái gì không? Chu Tân nhíu mày, để lại cái gì? Ông lão bên trái mỉm cười đáp, ví dụ như người gỗ nhỏ ấy. Chu Tân lắc đầu. Hai ông lão nhìn nhau, ông lão bên trái lại nói, vậy xin cáo từ. Nói xong, bọn họ muốn rời đi. Lúc này, Chu Tân đột nhiên nói, nếu hắn để lại người gỗ cho ta thì chứng tỏ điều gì? Ông lão thoáng do dự, sau đó giải thích, chủ mẫu có lệnh. Nếu thiếu chủ có để lại người gỗ cho cô nương thì đồng nghĩa với việc cô nương là thiếu chủ mẫu của chúng ta sẽ dẫn cô nương rời khỏi đây, đi tới huyên giới mà chủ mẫu mở ra cho thiếu chủ. Ở đó, cô nương sẽ được nhận tài nguyên tu luyện tốt nhất toàn vũ trụ. Nói xong, hai người dứt khoát rời đi. Chu Tân, thiếu chủ. Chu Tân cạn lời đứng im tại chỗ. Nàng biết, thế lực thần bí đứng sau Diệp Huyên đã dần lộ diện. Một lúc lâu sau đó, Chu Tân khẽ thở dài, xoay người rời đi. Nàng biết bản thân vừa bỏ lỡ một cơ hội để Chu tộc quật khởi, không phải cơ hội làm thiếu chủ mẫu gì đó, mà là cơ hội trở thành bạn của Diệp Huyên. Nàng từng nói, lúc trước nàng lựa chọn Diệp Huyên là vì xem trọng thế lực đứng sau hắn, chứ không phải chính hắn. Giữa nàng và Diệp Huyên là một quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Mà quan hệ này đã định trước là không thể trở thành bạn. Đương nhiên vẫn rất ổn, ít nhất là Chu tộc không trở thành kẻ thù của Diệp Huyên. Sự thật chứng minh nếu lúc trước nàng nhằm vào Diệp Huyên, thì e rằng hôm nay trên đời này đã không còn Chu tộc nữa rồi. Vô cùng may mắn. Sau khi rời khỏi Chu tộc của thiên giới, hai ông lão lại điều tra một phen, cuối cùng, bọn họ đi tới nguyên vũ trụ. Vừa mới đến nơi, hai người đã biết được một tin.
yêu giáo đang truy nã Diệp Huyên. Hơn nữa còn là truy nã toàn vũ trụ. Khi biết được tin này, hai ông lão lập tức xa sầm mặt. Sắc mặt ông lão bên trái vô cùng u ám, ánh mắt cũng lạnh như băng, không ngờ yêu giáo lại dám truy nã thiếu chủ Huyên giới ta. Dứt lời, ông ta lập tức muốn rời đi. Ông lão bên phải chợt nói, Huyền Âm, ông muốn làm gì? Ông lão tên Huyền Âm nhíu mày, làm gì? Đương nhiên là đi tiêu diệt yêu giáo này rồi. Ông lão bên phải lắc đầu. Thấy thế, Huyền Âm hơi không vui, Huyền Ngộ, ông có ý gì? Ông lão tên Huyền Ngộ trầm giọng nói, thực lực của yêu giáo không tệ, hai chúng ta đi đến đó chẳng phải là tự tìm đường chết à? Huyền Âm nổi giận, nếu để bọn họ tìm thấy thiếu chủ, với thực lực của thiếu chủ bây giờ thì làm sao có thể ngăn cản bọn họ? Nếu thiếu chủ xảy ra chuyện gì, hai chúng ta có chết nghìn lần cũng khó mà đền tội. Huyền Ngộ nghiêm túc nói, bây giờ chúng ta phải lập tức thông báo với thiếu ti quân, để thiếu ti quân đưa người tới, nếu không, chỉ hai người chúng ta đi tới yêu thần giới thì chẳng khác nào tự dâng mạng lên cả. Huyền Âm im lặng. Huyền Ngộ lập tức bóp vỡ một lệnh bài, sau đó, một tia sáng trắng bay vào nơi sâu nhất trên tinh không. Một mũi tên xuyên đám mây, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Huyền Ngộ lại nói, chúng ta phải tìm thấy thiếu chủ ở yêu giáo trước. Nói xong, ông ta lập tức biến mất ở phía xa. Huyền Âm im lặng một lát, sau đó gằn giọng nói, yêu giáo, dám động vào thiếu chủ của ta, Huyền giới ta nhất định sẽ giết chết không tha cho một ai ở yêu giáo. Dứt lời, ông ta cũng biến mất ở phía xa. Yêu thần thành, trong tiểu tháp. Diệp Huyên đang ngồi xếp bằng dưới đất. Tu luyện. Hắn đang nghiên cứu chiêu trảm tuổi thọ của mình, từ sau khi trụ tâm cảnh xuất hiện, nhất kiếm trảm mệnh của hắn gần như không còn tác dụng nữa. Bất hủ chi lực. Sau khi đạt tới trụ tâm cảnh sẽ có bất hủ chi lực, mà lực lượng này có thể ngăn cản lưu thể chi lực thời gian của hắn. Nếu không phải hắn còn có lực lượng nghịch thời gian, thì khi đó mặt với trụ tâm cảnh, e rằng hắn còn không có khả năng đánh trả. Vấn đề lớn nhất của hắn bây giờ là tu vi không đủ cao. Vũ trụ chi tâm. Tiếc là hắn không có tiền, không thể nào mua được vũ trụ chi tâm, nếu không, nuốt chừng mấy viên vũ trụ chi tâm, thực lực chắc chắn sẽ tăng vọt. Diệp Huyên không suy nghĩ nhiều nữa, hắn tịnh tâm, bắt đầu nghiên cứu lưu thể chi lực thời gian này. Hắn thi triển ra lưu thể chi lực và bất hủ chi lực, sau đó đặt hai lực lượng này chung một chỗ, thấy rõ bất hủ chi lực có hiệu quả khắc chế lưu thể chi lực. Thấy thế, Diệp Huyên im lặng. Chỉ cần lưu thể chi lực thời gian có thể xem thường bất hủ chi lực, thì trảm mệnh của hắn sẽ có thể đả thương cường giả trụ tâm cảnh. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên đột nhiên hỏi, tiểu tháp, người có cách gì không? Tiểu tháp nhẹ nhàng đáp, tiểu chủ. Ta phát hiện chỉ lúc cần người mới nghĩ đến ta. Lúc có tác dụng, tháp là bảo bối, lúc vô dụng, tháp chính là cây cỏ. Diệp Huyên. Tiểu tháp nói tiếp, ta biết một cách có thể khiến lưu thể chi lực thời gian này trở nên vô cùng lợi hại, nhưng ta chợt quên mất rồi. Diệp Huyên hờ hững nói, lần sau nếu gặp được Thanh Nhi, nói không chừng ta sẽ quên mất chuyện gì đó. Tiểu tháp im lặng một lát mới lên tiếng, ta đột nhiên lại nhớ ra rồi. Diệp Huyên nói, ngươi nói đi. Tiểu tháp trầm giọng nói, rất đơn giản, để huyệt mạch chi lực của ngươi dung hợp với lưu thể chi lực, có sự gia trì của huyết mạch chi lực, bất hủ chi lực gì đó đều chỉ là cặn bã. Diệp Huyên nhíu mày, dung hợp với huyệt mạch chi lực. Tiểu tháp đáp, đúng thế. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó hắn mở lòng bàn tay, một dòng lưu thể chi lực xuất hiện, một khắc sau, hắn lại điều động huyết mạch chi lực trong người, sau đó, một luồng huyết lực tràn vào lòng bàn tay hắn. Sau đó, dưới sự khống chế của hắn, hai lực lượng lập tức dụng hợp lại với nhau. Một lát sau, Diệp Huyên nhìn về phía bất hủ chi lực ở cách đó không xa, hắn mở lòng bàn tay, huyết mạch chi lực kết hợp với lưu thể chi lực đánh lên trên bất hủ chi lực. Ầm. Bất hủ chi lực lập tức bị đánh tan. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên sửng sốt, mạnh đến thế sao? Tiểu tháp trầm giọng nói, có phải người có hiểu lầm gì với huyết mạch của mình không? Đại ca à, huyết mạch của người là huyết mạch mạnh nhất toàn vũ trụ đấy, dù người vẫn chưa đạt tới cấp bậc như chủ nhân, nhưng huyết mạch của người có thể tăng lên mà không có giới hạn. Diệp Huyên. Tiểu tháp nói tiếp, không chỉ là trảm tuổi thọ này,
dù là chạm tương lai, người cũng có thể dung hợp lực lượng nghịch thời gian với huyết mạch chi lực. Dung hợp mà ta nói không phải là thi triển hai lực lượng cùng một lúc, mà là hai lực lượng hòa làm một, có sự gia trì của huyết mạch chi lực, dù là lực lượng nghịch thời gian hay lưu thể chi lực cũng sẽ không gì địch nổi, trừ khi kẻ thù của người mạnh hơn người quá nhiều. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Nói một cách đơn giản là để huyết mạch chi lực hộ pháp cho lưu thể chi lực và lực lượng nghịch thời gian, khiến bọn chúng không còn thiên địch, đương nhiên có sự tham gia của huyết mạch chi lực, hai lực lượng này sẽ trở nên rất mạnh. Khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Huyên bắt đầu để huyết mạch chi lực của mình dung hợp với lưu thể chi lực và lực lượng nghịch thời gian. Hai lực lượng này đều là của hắn, vì thế dung hợp lại cũng không quá khó khăn. Nửa tháng sau, Diệp Huyên đã hoàn toàn dung hợp được hai loại lực lượng, mà sau khi dung hợp, nhất kiếm trảm mệnh của hắn đã có thể xem thường bất hủ chi lực. Bây giờ, nhất kiếm trảm mệnh hoàn toàn có thể chém chết cường giả trụ tâm cảnh. Còn trảm tương lai, dù thời gian không tăng lên, nhưng uy lực đã tăng lên gấp bội. Lúc trước, khuyết điểm lớn nhất của nhất kiếm trảm tương lai chính là một kiếm chém tới, nếu đối phương kịp phản ứng thì có thể đề phòng. Nhưng bây giờ, uy lực của nhất kiếm trảm tương lai đã được tăng lên gấp bội, dù đối phương kịp phản ứng thì cũng chưa chắc có thể tránh được. Đây là lần đầu tiên Diệp Huyên phát hiện huyết mạch chi lực của mình hữu dụng như thế. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, người phải nghĩ cách nuốt chửng thêm mấy viên vũ trụ chi tâm, thực lực của người bây giờ rất tốt, đặc biệt là lúc này, sau khi huyết mạch chi lực dung hợp với hai lực lượng kia, uy lực của hai chiêu kiếm đã tăng lên vượt bậc. Nhưng tu vi của người vẫn còn quá thấp, nếu có thể nuốt chửng mấy viên vũ trụ chi tâm, thì tu vi của người sẽ tăng lên rất nhiều, uy lực hai chiêu kiếm này của người cũng có thể được tăng lên. Diệp Huyên gật đầu. Vũ trụ chi tâm. Bây giờ hắn chỉ có thể miễn cưỡng xem là trụ tâm cảnh tầng 1, nếu không nhờ hắn có kiếm kỹ đặc biệt, thì hắn hoàn toàn không thể sánh bằng cường giả trụ tâm cảnh tầng 4 như Vân Xuyên. Nhưng vấn đề là kẻ thù của hắn bây giờ không chỉ mới tầng 4, còn có tầng 5, tầng 6 nữa. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, có lúc người rất thông minh, cũng có lúc lại rất ngốc. Diệp Huyên đen mặt, người có ý gì? Tiểu Tháp nói, cả người của người đều là báu vật đất. Huyết mạch chi lực của người có sức hấp dẫn rất lớn với yêu thú, người có thể đi bán máu, chắc chắn một giọt máu của người có thể bán được không ít tinh mạch. Diệp Huyên. Tiểu Tháp lại nói, người có thể thử xem sao, chắc chắn có rất nhiều yêu thú trả giá cao để mua máu của người. Dù sao người cũng có nhiều máu mà, gần như là không sử dụng hết. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó đáp, để ta đi thử xem sao. Nói xong, hắn rời khỏi Tiểu Tháp. Diệp Huyên lại đi tới tiên bảo các kia, khi hắn tiến vào trong điện, có một cô gái đi tới, chính là A Thiến trước đó. Nhìn thấy Diệp Huyên, A Thiến hơi ngẩn người. Diệp Huyên đang định lên tiếng thì A Thiến đột nhiên quay đầu nhìn một cô gái đứng bên cạnh, Tiểu Mạc, ta nhường người này cho cô. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Lúc này, cô gái tên Tiểu Mạc đi tới trước mặt Diệp Huyên. Cô gái này không xinh đẹp như A Thiến, nhưng trông rất tao nhã, nụ cười trên mặt cũng thật thà. Tiểu Mạc thi lễ, công tử cần gì ạ? Diệp Huyên nhìn A Thiến phía xa, sau đó cười nói với Tiểu Mạc trước mặt, ta muốn bán ít đồ. Tiểu Mạc khẽ mỉm cười, mời công tử theo ta đến nội các. Sau đó, nàng ta dẫn Diệp Huyên đi vào trong. Trong điện, một cô gái bên cạnh A Thiến cười hỏi, A Thiến tỷ, sao vậy? Coi thường nam nhân kia à? A Thiến lạnh lùng nói, A Thiến tỷ của ngươi ở tiên bảo các hơn trăm năm, người nào có tiền, người nào không có tiền, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra. Nam nhân khi nãy. Nói đến đây, nàng ta lắc đầu, nói chuyện với hắn chỉ là lãng phí thời gian thôi. Tiểu Mạc nhanh chóng dẫn Diệp Huyên đi tới một gian nội các. Tiểu Mạc tự mình rót cho Diệp Huyên một chung linh trà, sau đó hỏi, công tử cần bán gì? Diệp Huyên đưa cho Tiểu Mạc một bình bạch ngọc, Tiểu Mạc xem thử, một khắc sau, nàng ta trợn mắt, run rẩy nói, đây là huyết mạch gì? Sao lại đáng sợ đến thế? Diệp Huyên cười nói, cái này có thể bán được bao nhiêu tinh mạch? Tiểu Mạc vội nói, xin công tử đợi một lát, giá trị của thần vật này vượt xa quyền hạn của ta cần hỏi ý chủ quản. Nói xong, nàng ta lui ra, sau đó, Tiểu Mạc dẫn một ông lão đi vào.
Ông lão nhìn bình bạch ngọc, một khắc sau, ông ta cũng trợn mắt, nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, ông ta cười nói với Diệp Huyên, không biết công tử muốn bán bao nhiêu. Diệp Huyên cười nói, ông nói xem nó trị giá bao nhiêu. Ông lão ngẫm nghĩ, sau đó nói, bên trong bình này có 10 giọt máu tươi, ta ra giá này. Dứt lời, ông ta giơ một ngón tay lên. Diệp Huyên nhíu mày, mẹ kiếp, một ngón tay là ý gì? Một tinh mạch à? Diệp Huyên không nói gì, cầm bình bạch ngọc lên đứng dậy rời đi. Thấy thế, ông lão thay đổi sắc mặt, vội nói, xin công tử dừng bước, có thể thương lượng, có thể thương lượng. Diệp Huyên cười nói với ông lão, nói một giá khác đi. Muốn lừa hắn á, đùa à? Ngoài phụ thân của hắn, không ai có thể lừa hắn nữa cả. Mà phụ thân của hắn là lừa hắn bằng thực lực, hắn không thể phản kháng. Ông lão hơi do dự, sau đó nói, 10 giọt máu tươi, 2000 tinh mạch. Nghe vậy, mí mắt Diệp Huyên khẽ giật, nhưng hắn che giấu rất kỹ, hắn vẫn không nói gì, chỉ cười khẩy một tiếng, sau đó cầm bình bạch ngọc lên muốn đi. Sắc mặt ông lão hơi khó coi, mẹ kiếp, gặp phải tên biết mặc cả rồi. Ông ta không giữ Diệp Huyên lại, ông ta muốn cược, cược Diệp Huyên sẽ chủ động ở lại. Nhưng Diệp Huyên lại cứ thế rời đi. Ông lão ngây người, một khắc sau, sắc mặt ông ta trở nên tái nhợt, sau đó vội vàng đuổi theo, công tử, vẫn còn có thể thương lượng mà. Bên ngoài tiên bảo các, ông lão ngăn Diệp Huyên lại. Ông lão nhìn Diệp Huyên, cười ngượng ngùng, công tử, chúng ta có thể thương lượng. Có thể thương lượng. Lúc này, A Mạc cũng đã đuổi kịp, không chỉ có nàng ta mà rất nhiều cô gái bán hàng trong điện cũng ra ngoài theo. Ông lão là chủ quản của tiên bảo các, thứ lọt được vào mắt ông ta có thể nói là ít lại càng ít. Mà ông ta còn tự mình đuổi theo, chắc chắn là gặp được bảo vật siêu cấp nào đó. Phải biết rằng mỗi khi thu mua một bảo vật siêu cấp đều sẽ có tiền hoa hồng. Lúc này, A Thiến đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nở một nụ cười vô cùng rực rỡ, công tử, bên ngoài gió lớn, không bằng chúng ta vào trong điện nói chuyện đi. Tiểu Mạc ở bên cạnh hơi do dự, cuối cùng vẫn không nói gì, ngoan ngoãn lùi sang một bên. Diệp Huyên nhìn A Thiến đang tỏ vẻ lấy lòng, hắn khẽ mỉm cười, sau đó nhìn về phía Tiểu Mạc, ta sẽ thương lượng với nàng. Nét mặt A Thiến cứng đờ. Ông lão kia thoáng sửng sốt, sau đó, ông ta vội vàng nói, Tiểu Mạc, mau tiếp đón công tử. Đầu tiên Tiểu Mạc cũng hơi ngạc nhiên, sau đó, nàng ta vội vàng đi tới trước mặt Diệp Huyên, cúi người, công tử, vậy chúng ta vào điện thương lượng nhé. Diệp Huyên cười ha ha, được thôi. Sau đó, hắn được Tiểu Mạc dẫn vào trong điện, ông lão kia nhìn A Thiến ở bên cạnh, không nói gì, lập tức đi vào theo. Sắc mặt A Thiến tái nhợt, Diệp Huyên không nói xấu nàng ta, nhưng chủ quản là ai chứ? Với thái độ của Diệp Huyên, chủ quản đã có thể đoán được tình hình rồi. A Thiến nàng ta là người bán hàng giỏi nhất ở Tiêu Bảo Các, cũng là người có hy vọng trở thành phó chủ quản nhất, nhưng bây giờ e rằng chuyện này đi tong rồi. Đương nhiên điều này quyết định bởi thực lực của Diệp Huyên. Nếu Diệp Huyên có thể mang đến lợi nhuận to lớn cho Tiên Bảo Các, nàng ta sẽ thật sự xong đời. Mọi thứ đều xem xét bằng lợi ích. Sau khi vào điện, Diệp Huyên và ông lão chủ quản ngồi đối diện nhau. Ông lão chủ quản nhìn Diệp Huyên, khẽ mỉm cười, mong công tử đừng trách lão hủ hỏi nhiều, huyết mạch này công tử có được từ đâu vậy? Diệp Huyên cười đáp, tình cờ tìm thấy trong một di tích. Ông lão lại hỏi, di tích gì? Diệp Huyên cười đáp, đồ trong di tích đó đã bị ta lấy hết rồi. Nét mặt ông lão cứng đờ. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, chúng ta vẫn nên bàn đến việc 10 giọt máu tươi này có thể bán bao nhiêu đi. Ông lão im lặng một lát rồi hỏi, công tử muốn bán nó với giá bao nhiêu? Diệp Huyên cười nói, 4000 tinh mạch. Hắn thẳng thừng tăng giá lên gấp đôi. Hết giá chính là như thế, phải chém cao lên, dù sao cũng là đồ tốt, không sợ đối phương không thương lượng. Nhưng ông lão đột nhiên nói, đồng ý. Đồng ý rồi. Nghe vậy, Diệp Huyên suýt phun tiên trà vừa uống ra ngoài. Lúc này, ông lão đưa một chiếc nhẫn chứa đồ cho Diệp Huyên, công tử kiểm tra đi. Diệp Huyên im lặng. Mẹ kiếp! Ông lão này đã tính toán trước rồi.
Diệp Huyên cũng không nuốt lời, hắn nhận lấy nhẫn chứa đồ, sau đó đưa bình bạch ngọc cho ông lão. Ông lão nhận lấy bình bạch ngọc, nở một nụ cười sâu xa. Yêu thần giới chính là thế giới của yêu thú, mà máu tươi trong tay ông ta chính là thần vật siêu cấp. Nó không chỉ mang đến lợi ích to lớn cho Tiên Bảo Các mà còn có thể tạo quan hệ rộng rãi cho Tiên Bảo Các. Lúc này, Diệp Huyên chợt nhìn về phía Tiểu Mạc ngoan ngoãn đứng một bên, cười hỏi, tiểu cô nương, lần này chúng ta thống nhất mua bán, cô có thể nhận được bao nhiêu tiền hoa hồng? Tiểu Mạc nhìn thoáng qua ông lão, hơi do dự, sau đó nhẹ giọng đáp, ta không biết. Nếu tính theo bình thường, nàng ta có thể có ít nhất 100 tinh mạch. Nhưng số lượng này thật sự quá lớn. 100 tinh mạch, đây cũng không phải trò đùa. Diệp Huyên nhìn ông lão cười khẽ, công tử yên tâm, nên đưa bao nhiêu tiền hoa hồng sẽ đưa bấy nhiêu, ta sẽ không động vào chút tinh mạch này của tiểu nha đầu. Nói xong, ông ta mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn chứa đổ bay đến trước mặt Tiểu Mạc. Bên trong có khoảng 200 tinh mạch. Gấp đôi. Tiểu Mạc sửng sốt, sau đó run rẩy nói, tiêu chủ quản. Cái này, thừa rồi. Tiêu chủ quản cười đáp, 100 tinh mạch đó là thưởng cho ngươi. Nghe vậy, Tiểu Mạc lập tức cúi thấp người, cảm ơn tiêu chủ quản. Như nhớ ra điều gì, nàng ta lại nhìn sang Diệp Huyên, cúi người một lần nữa, cảm ơn công tử. Diệp Huyên cười to, hắn nhìn về phía tiêu chủ quản, ta muốn mua một ít vũ trụ chi tâm từ Tiên Bảo Các, có không? Tiêu chủ quản cười nói, đương nhiên là có. Không biết công tử muốn mua bao nhiêu quả vũ trụ chi tâm? Diệp Huyên hỏi, quý các có bao nhiêu vũ trụ chi tâm? Tiêu chủ quản cười hỏi, Dương công tử muốn mua bao nhiêu? Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức hiểu ra. Ý của đối phương là hắn muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Đúng là giàu có mà. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, tiêu chủ quản, lỗ mãng hỏi một câu, các chủ của Tiên Bảo Các này có phải là nữ không? Tiêu chủ quản hơi sửng sốt, sau đó hỏi ngược lại, vì sao công tử lại hỏi thế? Diệp Huyên cười nói, không có gì, chỉ là gần đây không khỏe lắm, ta muốn ăn bám một chút. Nét mặt tiêu chủ quản cứng đờ, mẹ kiếp, tiểu tử này không phải kẻ tốt lành gì. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra đặt xuống trước mặt tiêu chủ quản, ta chỉ có tổng cộng 4.700 tinh mạch thôi, có thể mua được bao nhiêu vũ trụ chi tâm? Tiêu chủ quản suy nghĩ, sau đó hỏi, mua hết ư? Diệp Huyên gật đầu. Tiêu chủ quản im lặng một lát rồi nói, Dương công tử, giá thị trường là 800 tinh mạch một quả, ta có thể bán cho cậu với giá 750 tinh mạch. Nói cách khác, tinh mạch này của cậu có thể mua được 6 viên vũ trụ chi tâm. Diệp Huyên gật đầu, được, bao giờ thì ta lấy được? Tiêu chủ quản cười đáp, ngay bây giờ. Dứt lời. Ông ta quay đầu nhìn về phía Tiểu Mạc, đi lấy 6 vũ trụ chi tâm đến, nói là ta giao quyền. Tiểu Mạc cúi chào, xoay người lui xuống. Tiêu chủ quản nhìn về phía Diệp Huyên, khẽ mỉm cười, Dương công tử, sau này nếu còn cần bán hay muốn mua gì đều có thể đến Tiên Bảo Các của ta có thể cho công tử ưu đãi nhất định. Diệp Huyên cười nói, chỗ các ông có chế độ khách quý không? Tiêu chủ quản gật đầu, có. Diệp Huyên chớp mắt, ta bán đồ được nhiều tinh mạch như thế vẫn chưa thể trở thành khách quý à? Tiêu chủ quản cười nói, công tử là khách quý, nhưng mà, khách quý của chúng ta chia làm 3 loại, thứ nhất là khách quý bình thường, có thể nhận được ưu đãi giảm giá nhất định, thứ hai là khách quý siêu cấp, khách quý này có thể hưởng thụ giảm giá và ưu đãi vô cùng lớn của Tiên Bảo Các ta, chẳng những thế còn có thể có một vài phục vụ ngoài quy định, ví dụ như có thể được chia sẻ tin tình báo của Tiên Bảo Các ta. Diệp Huyên gật đầu, còn loại thứ ba thì sao? Tiêu chủ quản khẽ mỉm cười, khách quý thứ ba chính là khách quý cao cấp, chỉ cần là người trở thành khách quý cao cấp của Tiên Bảo Các, có thể sẽ được giảm 50% ưu đãi và giảm giá. Ví dụ như lúc này, nếu công tử là khách quý cao cấp của Tiên Bảo Các, công tử hoàn toàn có thể dùng 300 tinh mạch để mua một viên vũ trụ chi tâm. Hơn nữa, nếu đối phương có nhu cầu, chúng ta còn có thể cho đối phương mua trước tinh mạch hoặc một vài thần vật khác. Ví dụ như tinh mạch vũ trụ, hơn nữa chúng ta không lấy một chút lãi nào. Ngoài ra, chỉ cần là khách quý cao cấp của Tiên Bảo Các sẽ được chúng ta bảo vệ, chỉ cần ở trong Tiên Bảo Các, chúng ta có thể dốc hết sức mình để bảo vệ đối phương, cho dù kẻ thù của ngươi có là yêu giáo.
Diệp Huyên ngẩn người, các ông không đứng cùng phe với yêu giáo ư? Tiêu chủ quản lắc đầu cười khẽ, không phải. Tiên bảo các này chỉ là một chi nhánh của chúng ta thôi, nhưng chúng ta có quan hệ hợp tác rất tốt với yêu giáo. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Nói đi cũng phải nói lại, phải làm sao mới có thể trở thành khách quý cao cấp của tiên bảo các. Tiêu chủ quản cười đáp, ta không biết. Diệp Huyên sửng sốt. Tiêu chủ quản cười khẽ, quyền hạn của ta không đủ để tiếp xúc với khách quý cao cấp. Ta chỉ biết là bên trên sẽ có người kiểm tra, nếu gặp được người thích hợp, bên trên sẽ kiểm tra đối phương. Nếu đối phương phù hợp với yêu cầu của chúng ta, thì chúng ta sẽ mời đối phương trở thành khách quý cao cấp. Còn việc trở thành khách quý cao cấp cần yêu cầu gì thì ta cũng không biết. Kiểm tra. Diệp Huyên đang định hỏi tiếp thì lúc này, Tiểu Mạc đi vào nội các, nàng ta đi tới trước mặt tiêu chủ quản, sau đó đưa cho ông ta một chiếc nhẫn chứa đồ. Tiêu chủ quản nhận lấy, sau đó đưa cho Diệp Huyên, công tử, đây là 6 viên vũ trụ chi tâm và tinh mạch còn thừa. Diệp Huyên nhận lấy nhẫn, sau đó nói, tạm biệt. Nói xong, hắn bèn muốn rời đi. Lúc đi tới trước cửa, Diệp Huyên đột nhiên nói, tiêu chủ quản, ta có một thanh kiếm, ông có thể cho người đứng sau ông xem thử, xem có thể bán được bao nhiêu. Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay, một thanh kiếm chấm dãi bay đến trước mặt tiêu chủ quản. Tiêu chủ quản mỉm cười cầm lấy thanh kiếm, một khắc sau, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, thân thể cũng bắt đầu run rẩy, đây, đây. Diệp Huyên cười nói, 3 ngày sau ta lại đến. Nói xong, hắn biến mất ở phía xa. Tiêu chủ quản chợt hét to, lập tức báo cáo. Báo cáo, mời thượng tiên sứ mau đến đây. Ngay sau đó, một tia sáng trắng bay lên không trung, bay vào sâu trong tinh không. Trong nội các, tiêu chủ quản cầm thanh kiếm kia, thân thể không ngừng run rẩy, nhưng nghĩ đến điều gì, ông ta chợt tát mạnh lên mặt mình, ta bị mù rồi mới không nhìn thấy cao nhân. Tiểu Mạc ở bên cạnh cũng ngây người. Nàng ta chưa từng nhìn thấy tiêu chủ quản thế này. Rốt cuộc Dương công tử kia có lai lịch ra sao? Nửa khắc sau, bên ngoài tiên bảo các có một cô gái chậm rãi đi tới. Cô gái có mái tóc dài xõa xuống, mặc áo bào trắng, khoác áo tuyết nhung trắng phau, giữa chân mày nàng ta có một dấu chấm đỏ. Cô gái vừa đi đến trước điện, 10 cường giả siêu cấp của tiên bảo các đang ẩn mình trong bóng đêm lập tức xuất hiện, tất cả mọi người chậm rãi quỳ xuống. 10 người này đều là cường giả trụ tâm cảnh tầng 5. Còn đám người A Thiến thì quỳ rạp dưới đất, người không ngừng run. Cô gái không thèm để ý đến bọn họ, nàng ta đi thẳng vào trong điện, cuối cùng dừng lại trong nội các. Thấy cô gái, tiêu chủ quản hành lễ, thượng tiên sứ. Cô gái đi tới trước mặt tiêu chủ quản, nàng ta không thèm quan tâm đến ông ta mà cầm lấy thanh kiếm, sau khi nhìn thoáng qua, nàng ta nói ngay, lập tức bắt đầu trình tự kiểm tra. Tiêu chủ quản run rẩy đáp, tuân lệnh. Nói xong, ông ta lập tức muốn lui xuống. Lúc này, cô gái nhìn thanh kiếm một lúc rồi nói, không cần kiểm tra. Lập tức thông báo điện chính đưa một lệnh khách quý đến. Tiêu chủ quản ngẩn người, không cần kiểm tra ư. Cô gái không trả lời. Tiêu chủ quản thầm sợ hãi, không dám hỏi lại, lập tức muốn lui xuống. Mà lúc này, cô gái lại nhìn thanh kiếm, một khắc sau, nàng ta chợt nói, đợi đã. Tiêu chủ quản quay đầu nhìn nàng ta, vẫn phải kiểm tra. Cô gái nhìn thanh kiếm trong tay, lệnh khách quý cao cấp không đủ, bảo bọn họ đưa lệnh tiên bảo đến. Tiêu chủ quản sửng sốt. Lệnh tiên bảo. Đó là thứ gì? Sao ông ta chưa từng nghe nói tới? Mà lúc này, cô gái lại nói, đợi đã. Tiêu chủ quản. Trong nội các, người phụ nữ nhìn kiếm trong tay với vẻ mặt rất nặng nề. Mà tiêu chủ quản và tiểu mạc ở bên cạnh còn chẳng dám thở mạnh. Một lúc lâu sau, người phụ nữ nhẹ nhàng nói, bảo họ mang một tấm lệnh huyền thiên tới đây. Lệnh huyền thiên. Tiêu chủ quản không dám nói gì, lập tức quay người rời đi. Lệnh tiên bảo. Lệnh huyền thiên. Ông ta đều chưa nghe tới bao giờ. Nhưng ông ta biết rõ, đó là do cấp bậc của ông ta chưa đủ. Trong nội các, người phụ nữ nhìn thanh kiếm trong tay, vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị. Bán, đối phương chắc chắn không phải vì bán kiếm, cho dù bán kiếm thì tiêu bảo các cũng không dám nhận thanh kiếm này.
Sở dĩ đối phương giữ kiếm tại đây là vì muốn trở thành khách quý của Tiêu Bảo Các, hoặc là muốn xem thái độ của Tiêu Bảo Các. Bất kể mục đích là gì, Tiêu Bảo Các đều phải đối xử cẩn thận. Trong tiểu tháp, Diệp Huyên hấp thu một vũ trụ chi tâm, sau khi hấp thu một vũ trụ chi tâm, khí thế của hắn đã chợt tăng vọt. Phải nói rằng cảm giác hấp thu này rất tuyệt vời, hắn có thể cảm nhận rõ ràng khí thế của mình đang tăng vọt. Nửa tháng sau, Diệp Huyên đã hấp thu hết toàn bộ vũ trụ chi tâm đó. Tu vi của hắn đã tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn chưa đột phá về chất. Nói cách khác, hắn vẫn chưa đạt đến trụ tâm cảnh tầng 2. Diệp Huyên tiếp tục hấp thu vũ trụ chi tâm. Bây giờ có thể nói là hắn đã có thể hấp thu một cách đơn giản, dễ dàng. Mà hắn phát hiện, sau khi hắn hấp thu vũ trụ chi tâm, nghịch thuận chi thể của hắn cũng trở nên mạnh hơn. Một thời gian sau, Diệp Huyên đã hấp thu hoàn toàn vũ trụ chi tâm thứ hai. Lúc này, cuối cùng khí thế của hắn cũng có thay đổi về chất. Xét về tu vi hiện giờ của hắn, hẳn là hắn đã ở trụ tâm cảnh tầng 2, tuy chỉ tăng tu vi lên một tầng nhưng thực lực tổng thể của hắn lại có sự thay đổi rất lớn. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm. Hắn từ từ nhắm mắt lại. Nếu lúc này hắn giao chiến với Vân Xuyên, hắn tự tin mình có thể một giây giết chết đối phương, cho dù không dùng đến kiếm Thanh Huyên. Bây giờ cường giả tầng 4 đã không còn bất cứ uy hiếp nào với hắn nữa. Không chỉ vậy, có lẽ hắn đã có thể chiến đấu được với cường giả tầng 5. Diệp Huyên không dừng lại, tiếp tục hấp thu vũ trụ chi tâm, không lâu sau, hắn đã hấp thu hết 4 vũ trụ chi tâm còn lại, nhưng hắn vẫn không có đột phá. Hắn phát hiện độ khó đã tăng lên. Diệp Huyên lắc đầu cười, xem ra vẫn phải tìm cách kiếm thêm vũ trụ chi tâm, tốt nhất là vũ trụ chi tâm tầng 2 trở lên, năng lượng của vũ trụ chi tâm loại này tinh khiết hơn, hữu dụng hơn. Nếu có thể hấp thu vũ trụ chi tâm tầng 6 thì chắc chắn sẽ rất đã. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên không khỏi bật cười. Không biết Tiêu Bảo Các có bán vũ trụ chi tâm cấp bậc này không? Diệp Huyên không tu luyện nữa mà ra khỏi tiểu tháp, sau đó đi thẳng đến Tiêu Bảo Các. Thời gian 3 ngày đã đến. Sở dĩ lúc trước hắn để kiếm Thanh Huyên lại Tiêu Bảo Các là vì muốn trở thành khách quý của nơi đây, sau đó kiếm thêm ít vũ trụ chi tâm, bây giờ hắn thật sự rất cần đến nó. Hắn chưa bao giờ nghèo như thế này. Khi Diệp Huyên đến Tiêu Bảo Các, hắn nhìn thấy Tiêu Chủ Quản đang đứng ở cửa. Thấy Diệp Huyên, Tiêu Chủ Quản chợt dùng mình, vội vàng chạy tới trước mặt hắn cúi chào thật sâu, Diệp công tử, cậu đến rồi. Diệp Huyên hơi ngẩn ra, Tiêu Chủ Quản, sao ông lại khách sáo vậy? Tiêu Chủ Quản cười khẽ, điều nên làm thôi, mời Diệp công tử vào trong. Nói rồi ông ta lại cúi đầu thật sâu. Diệp Huyên nhìn Tiêu Chủ Quản, xem ra kiếm Thanh Huyên đã phát huy tác dụng. Diệp Huyên theo Tiêu Chủ Quản vào Tiêu Bảo Các, mà trong Tiêu Bảo Các cũng có một nhóm người cung kính cúi chào. Diệp Huyên nhìn mọi người, sau đó theo Tiêu Chủ Quản đi vào nội điện. Sau khi vào nội điện, hắn nhìn thấy một người phụ nữ. Tiêu Chủ Quản vội nói, Diệp công tử, vị này là thượng tiên sứ của Tiêu Bảo Các ta. Thượng tiên sứ. Diệp Huyên quan sát thượng tiên sứ, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm nghị. Người phụ nữ trước mặt này ít nhất cũng là cường giả trụ tâm cảnh tầng 6. Lúc này, thượng tiên sứ cười khẽ chào Diệp công tử. Diệp Huyên cười đáp lại, chào tiên cô nương. Thượng tiên sứ đi tới trước mặt Diệp Huyên, đưa kiếm trong tay cho hắn, Diệp công tử, xin hãy cất lại kiếm của công tử. Diệp Huyên cất kiếm Thanh Huyên rồi hỏi, tiên cô nương, kiếm này của ta có thể bán được với giá bao nhiêu? Thượng tiên sứ khẽ lắc đầu, bảo vật vô giá. Bảo vật vô giá. Diệp Huyên hơi sửng sốt, sau đó nở nụ cười, đáng quý vậy sao? Thượng tiên sứ nhìn Diệp Huyên, công tử có việc cần dùng tiền gấp à? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Thượng tiên sứ xòe lòng bàn tay, một chiếc nhẫn chứa đồ bay tới trước mặt Diệp Huyên, công tử, lúc trước ta biết hình như công tử cần vũ trụ chi tâm, ở đây vừa hay ta có cất giữ một ít vũ trụ chi tâm. Công tử có thể dùng tạm trước. Diệp Huyên nhìn lướt qua rồi thoáng chốc biến sắc. Có tới hàng trăm vũ trụ chi tâm bình thường. Còn vũ trụ chi tâm tầng 2 cũng có hơn 50 cái, vũ trụ chi tâm tầng 3 thì 12 cái, vũ trụ chi tâm tầng 4 có 6 cái, vũ trụ chi tâm tầng 5 có 3 cái,
vũ trụ chi tâm tầng 6 có một cái. Món quà sang trọng. Diệp Huyên không nhận nhẫn chứa đồ mà nhìn Thượng Tiên Sứ hỏi, vì sao? Thượng Tiên Sứ lại lấy ra một tấm lệnh bài đặt trước mặt Diệp Huyên, Diệp Công Tử, đây là lệnh huyền thiên, có lệnh này sẽ là khách quý tôn quý nhất của Tiêu Bảo Các ta, có quyền điều động bất kỳ tài nguyên phân các nào ngoài tổng các. Nếu công tử cần còn có thể điều động toàn bộ cường giả của chúng ta ngoài tổng các, bao gồm cả cường giả tầng 6. Nghe vậy, tiêu chủ quản ở bên cạnh vô cùng sửng sốt. Quyền lợi này quá đáng sợ. Phải biết rằng Tiêu Bảo Các có tới mấy chục vạn phân các ở khắp chư tiên vạn giới này. Dù là yêu giáo đáng sợ cũng phải kính nể Tiêu Bảo Các ba phần. Có thể nói, hiện giờ Diệp Huyên đang có quyền lực tối cao. Tiêu chủ quản cực kỳ khó hiểu, chỉ một thanh kiếm thôi mà lại có thể cho Diệp công tử quyền lợi lớn thế này, liệu có phải mạo hiểm quá không? Đương nhiên ông ta không dám chất vấn Thượng Tiên Sứ. Lúc này, một giọng nói chợt vang lên từ ngoài điện, khoan đã. Giọng nói vừa dứt, một ông lão tử tốn bước vào. Nhìn thấy ông lão, sắc mặt tiêu chủ quản thay đổi rất nhiều, ông ta lập tức cúi đầu thật sâu, cung kính nói, bái kiến Tả Thượng Sứ. Tả Thượng Sứ cũng là người có thực quyền trong Tiêu Bảo Các, là người của Tổng Các. Cho dù ở Tổng Các thì ông ta cũng là người có quyền thế ngút trời. Sau khi Tả Thượng Sứ vào điện, ông ta nhìn Diệp Huyên, chắp tay nói, chào Diệp công tử, ta là Tả Thượng Sứ của Tiêu Bảo Các. Diệp Huyên cười nhẹ, không nói gì. Tả Thượng Sứ quay sang nhìn Thượng Tiên Sứ, dùng huyền khí truyền âm, Tiên Sứ, cô không có quyền trao lệnh huyền thiên cho hắn. Chỉ các chủ hoặc ba vị thượng sứ chúng ta đồng ý thì mới có thể trao tặng. Thượng Tiên Sứ chợt nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, cho ta mượn kiếm của công tử một lát được không? Diệp Huyên cười nhẹ, đương nhiên là được. Nói rồi hắn xòe tay, kiếm Thanh Huyên bay tới trước mặt Thượng Tiên Sứ, nàng ta đưa kiếm cho Tả Thượng Sứ. Tả Thượng Sứ nhìn thanh kiếm trước mặt, giây tiếp theo sắc mặt ông ta thay đổi rõ rệt. Thượng Tiên Sứ nhìn Tả Thượng Sứ, không lên tiếng. Tả Thượng Sứ im lặng. Thật lâu sau, Tả Thượng Sứ nhìn Thượng Tiên Sứ, truyền âm bằng huyền khí, thanh kiếm này rất phi thường, cho dù so sánh với báu vật trấn các của Tiêu Bảo Các ta cũng không kém, nhưng chỉ dựa vào nó mà đã tặng lệnh huyền thiên thì vẫn hơi liều lĩnh. Nhưng Thượng Tiên Sứ lắc đầu, ta thấy có thể tặng. Tả Thượng Sứ trầm giọng bảo, mạo hiểm. Thượng Tiên Sứ trầm mặc một lúc, để Nam Sứ quyết định đi. Nói rồi nàng ta xòe tay, kiếm Thanh Huyên trong tay biến mất. Diệp Huyên nhìn nơi sâu trong tinh không, hắn có thể cảm nhận được kiếm Thanh Huyên đang nhanh chóng du hành thời không, chẳng mấy chốc hắn phát hiện, kiếm Thanh Huyên rơi vào tay một người phụ nữ, sau đó hắn không thể liên hệ với kiếm Thanh Huyên được nữa. Lúc này, Thượng Tiên Sứ chợt lên tiếng, công tử đừng vội, lát nữa kiếm sẽ về thôi. Nàng ta vừa dứt lời, kiếm Thanh Huyên đã lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Cùng lúc đó, một giọng nói đột nhiên vang vọng khắp bầu trời, có thể. Có thể. Nghe vậy, Tả Thượng Sứ do dự giây lát, cuối cùng không nói gì. 2-1. Thượng Tiên Sứ đưa lệnh huyền thiên cho Diệp Huyên, Diệp công tử nhận lấy lệnh bài này thì sẽ trở thành khách quý tôn quý nhất của Tiêu Bảo Các ta. Diệp Huyên nhìn Thượng Tiên Sứ, ta cần phải trả giá điều gì không? Thượng Tiên Sứ nói. Nếu Tiêu Bảo Các có nguy cơ bị tiêu diệt thì công tử phải ra tay trợ giúp, đương nhiên là trong khả năng của công tử. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, chỉ vậy thôi. Thượng Tiên Sứ gật đầu. Diệp Huyên cười nói, như vậy có vẻ các cô rất thua thiệt. Thượng Tiên Sứ cười khẽ, các chủ có câu, liều mới có thể thắng, nhưng liều là công việc tiêu hao thể lực, vì vậy các chủ thích cược, các chủ cảm thấy cuộc đời rất nhiều lúc đều cần đặt cược. Hôm nay trông Tiêu Bảo Các ta có vẻ như chịu thiệt, nhưng biết đâu sau này Diệp công tử lại có thể mang tới cho Tiêu Bảo Các ta lợi ích bất ngờ thì sao? Diệp Huyên nâng kiếm Thanh Huyên trong tay lên, chỉ vì một thanh kiếm mà tiên cô nương dám đặt cược lớn vậy à? Thượng Tiên Sứ cười, đúng. Diệp Huyên nhìn nhẫn chứa đồ chứa vô số vũ trụ chi tâm trước mặt, im lặng. Lần đầu tiên hắn phát hiện mấy thứ này bỏng tay đến thế. Nhận. Đương nhiên hắn dám nhận, nhưng việc nhận này cũng có nghĩa là một phần nhân quả, để lại nhân quả với Tiêu Bảo Các, sau này nếu Tiêu Bảo Các cần hần giúp, sao hắn có thể từ chối? Không dễ từ chối. Không nhận.
mà thứ hắn cần nhất hiện giờ chính là tài nguyên tu luyện. Lúc này tiểu tháp chợt lên tiếng, tiểu chủ, nhận đi. Diệp Huyên hỏi trong lòng, vì sao? Tiểu tháp khẽ đáp, chủ nhân từng nói có hời mà không chiếm thì đúng là khốn nạn. Diệp Huyên. Một lúc sau, Diệp Huyên nhận lấy nhẫn chứa đồ rồi bảo, phụ thân bảo ta nhận. Tiểu tháp. Thượng tiên sứ khẽ mỉm cười, không biết lệnh tôn là ai. Diệp Huyên đáp, một kiếm tu. Kiếm tu. Thượng tiên sứ mỉm cười, không hỏi thêm. Người thông minh đều sẽ biết điểm dừng. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, một chiếc bình ngọc trắng bay tới trước mặt thượng tiên sứ, tiên cô nương, trong bình này có vài giọt tinh huyết, hy vọng sẽ giúp ích được cho cô, coi như một chút tâm ý của ta, mong cô nhận lấy. Thượng tiên sứ khẽ gật đầu, cảm ơn, nói rồi nàng ta nhận lấy bình ngọc trắng. Diệp Huyên chắp tay, ta còn có việc, cáo từ trước. Nói xong hắn quay lưng rời đi. Huyết mạch. Lúc này trong lòng thượng tiên sứ khiếp sợ không thôi. Nàng ta không giống như tiêu chủ quản chỉ đơn thuần quan tâm đến lực lượng trong huyết mạch, mà nàng ta xem trọng bản chất huyết mạch hơn. Nàng ta vốn là nhân vật có thực quyền trong tiên bảo các, từng gặp qua không ít huyết mạch mạnh mẽ, nhưng chưa từng gặp loại nào đặc biệt và khủng khiếp như của Diệp Huyên. Lúc này đây, nàng ta thấy kiên định hơn nhiều, nàng ta đã không đặt cược sai. Thiếu niên này chắc chắn không phải là người thường. Ở một bên, Tả thượng sứ đột nhiên nói, thanh niên này. Muốn điều tra lai lịch của hắn thử không? Thượng tiên sứ lắc đầu, như vậy có hơi mạo phạm. Tả thượng sứ khẽ gật đầu, cũng đúng. Lúc này, thượng tiên sứ đột nhiên nói, huyết mạch này, nếu để cho yêu thú. Nói đến đây, nàng ta không tiếp tục nữa. Chấm chấm chấm. Sau khi Diệp Huyên rời khỏi tiên bảo các, hắn lập tức tìm một nơi yên tĩnh rồi tiến vào tiểu tháp. Cắn nuốt vũ trụ chi tâm. Diệp Huyên bắt đầu điên cuồng cắn nuốt vũ trụ chi tâm, mục tiêu bây giờ của hắn chính là nâng cao tu vi. Mục tiêu của hắn không phải là trụ tâm cảnh tầng 5, cũng không phải tầng 6, mà là bên trên cả trụ tâm cảnh. Trở nên mạnh mẽ. Vì sao phải trở nên mạnh mẽ? Không mạnh thì làm sao mà ra vẻ được? Hắn cũng muốn được như đại ca, gặp ai cũng hô được đâu, ông đây muốn chết. Hắn cũng muốn được như cha, mặc kệ đối phương là ai, đi đâu cũng treo mồm câu, chỉ thế thôi à. Ngươi chỉ có vậy. Hắn càng muốn được như Thanh Nhi, hở một chút là, ngươi chỉ hướng đi. Ra vẻ là chuyện xấu sao? Không. Trong suy nghĩ của hắn, ra vẻ lại là một chuyện hay. Đời người phải có thứ để đeo đuổi, nếu không thì có khác gì con cá mắm. Nhiều người nghĩ rằng hắn ra vẻ là để thỏa mãn thú vui biến thái nào đó trong lòng, nhưng thật ra không phải vậy, hắn ra vẻ chỉ là muốn để bản thân phấn đấu có thêm ý nghĩa mà thôi. Con người có dã tâm, có dục vọng, có thứ để theo đuổi, vậy thì có gì là sai? Có dã tâm, dục vọng và thứ để theo đuổi, người mới có thể liều mạng phấn đấu. Trong thế giới trần tục này, đời người bất quá chỉ trăm năm, tại sao không để bản thân phóng khoáng một chút? Còn nữa, xã hội này chính là như thế, người không ra vẻ thì là người khác ra oai thôi. Nếu không tin, có thể nhìn sang bên cạnh. Như ở thôn quê, trong họ hàng thân thích, con cái nhà ai hơi có thành tựu một chút, cha mẹ lại không đi khoe mẽ tâng bốc lên đến tận trời. Còn nếu ở trên thành thị, trong mấy buổi họp mặt đồng học, ai mà không ra sức nịnh bợ, khoe khoang, thể hiện với người khác. Không chỉ những người nhỏ bé này. Mà ngay cả những lão quái vật cũng như vậy thôi. Ví như từng có người nói, ta không hứng thú với tiền tài. Lại như, trước hết đặt ra một mục tiêu nhỏ. Trong suy nghĩ của Diệp Huyên, phàm là người bảo không muốn ra oai thì đơn giản chỉ có thể là hai loại. Một là lợi hại thật, đến mức xem thường việc phải ra oai đó. Thứ hai thì chính là không đủ năng lực để ra vẻ. Con người khi còn sống, một là tự mình phô trương. Hai là thu mình làm nền cho người khác thể hiện. Tất nhiên hắn muốn làm về phía trước rồi. Dù sao hắn nhìn cha mình ra vẻ cũng rất khó chịu, nhưng lại không làm gì được y. Còn đại ca nữa, động cái gì cũng nói, xin được chết. Mỗi khi nghĩ đến mấy người này là hắn lại tê cả da đầu. Mục tiêu cuối cùng của hắn chính là một ngày nào đó đánh được đại ca một trận, múc được cha một phen. Còn Thanh Nhi thì...
không thể đánh được, bởi vì muốn đánh đại ca và cha thì còn cần Thanh Nhi giúp đỡ mới được, một mình hắn làm e là có hơi khó. Chấm chấm chấm. Trong lúc Diệp Huyên tu luyện, toàn bộ yêu giáo đang điên cuồng lùng sục hắn. Lúc trước Diệp Huyên cho yêu giáo leo cây, như thế không chỉ là đang xem thường yêu giáo, mà còn là đang vả vào mặt bọn họ. Hơn nữa, bây giờ mọi người đã biết được Diệp Huyên là người đã giết cường giả yêu giáo. Trong vùng vũ trụ này, có ai dám nghịch lại yêu giáo? Người dám, cơ bản đã chết hết rồi. Hệ thống tình báo của tứ đại điện của yêu giáo đều đã điều động hết, không thể không nói, hệ thống tình báo của yêu giáo quả thật vô cùng kinh khủng, chẳng bao lâu, bọn họ đã biết được Diệp Huyên tiến vào yêu thần thành. Sau khi biết được tin tức này, yêu giáo bắt đầu dần phong tỏa toàn bộ yêu thần thành. Tiếp đó, cường giả yêu giáo bắt đầu chậm rãi tản ra mai phục trong thành. Chấm chấm chấm. Bên trong tiểu tháp. Sau 3 tháng, Diệp Huyên đã cắn nuốt hơn 100 vũ trụ chi tâm, sau khi hấp thụ toàn bộ, hắn thăng thẳng đến trụ tâm cảnh tầng 3. Cắn nuốt 100 vũ trụ chi tâm mà chỉ mới đạt được đến tầng 3. Chuyện này khiến Diệp Huyên hơi cạn lời. Hắn biết mỗi lần đột phá, lần sau lại khó hơn lần trước rất nhiều lần, nhưng hắn lại không ngờ là sẽ khó đến mức đó. Hơn 100 tinh mạch mới đột phá được một tầng. Chuyện này làm hắn hơi đau chứng. Nhưng cũng may, sau khi đạt đến tầng 3 thì thực lực của hắn đã được tăng lên rất rất nhiều. Chuyện đáng nói là hiện tại chiêu nhất kiếm chảm tương lai của hắn đã được kéo dài thời gian ra nhiều lắm. Bây giờ hắn tung một kiếm ra thì có thể điều chỉnh được một canh giờ sau sẽ xuất hiện chém chết đối phương. Một canh giờ. Có lợi cũng có hại, lợi là đối phương rất rất khó để đề phòng được, có thể nói là khi hắn dùng chiêu này, cho dù có là cường giả tầng 5 cũng sẽ dễ dàng bị hắn chém giết, thậm chí là cường giả tầng 6 cũng khó lòng phòng vệ được. Hại chính là trong một canh giờ này, hắn nhất định không được để đối phương giết chết. Đây chính là khuyết điểm lớn nhất của chiêu kiếm này, nhưng phải chịu thôi, nếu nhanh hơn thì đối phương sẽ cảm nhận được, sẽ phòng bị được, mà chậm hơn thì hắn lại phải cố gắng sống sót suốt khoảng thời gian đó. Tất nhiên, tóm lại thì lợi vẫn nhiều hơn hại. Bởi vì hắn bây giờ không chỉ có thể ra một chiêu kiếm, mà đã có thể nháy mắt tung ra được vài kiếm liền, trong vài kiếm đó sẽ có một cái một canh giờ sau mới xuất hiện để giết chết đối phương. Có lẽ có người sẽ nói, đối phương trong tương lai không phải sẽ càng mạnh hơn sao? Nhưng vấn đề chính là, chỉ hơn thua nhau một canh giờ mà thôi, dù đối phương có đột phá được thì với khoảng thời gian đó, hắn có thể mạnh hơn được đến mức nào chứ? Ngoại trừ nhất kiếm chảm tương lai, thì uy lực nhất kiếm chảm mệnh của hắn cũng đã được tăng lên rất nhiều. Dưới sự gia trì của huyết mạch chi lực, cho dù là cường giả tầng 5 thì cũng khó lòng mà chống được nhất kiếm chảm mệnh của hắn. Lưu thể chi lực cộng với huyết mạch chi lực đủ để dễ dàng tiêu diệt bất cứ cường giả tầng 5 nào. Còn nếu thêm vào lực lượng và thế từ chư thiên vạn giới, thì một kiếm này lại càng thêm khủng bố. Thật ra cho tới nay, hắn vẫn luôn không ngừng kết hợp hết tất cả hiểu biết của mình lại thành một chiêu kiếm. Một chiêu kiếm. Giết người, chỉ cần xuất một kiếm thôi là đủ. Nhất kiếm độc tôn. Đây chính là mục tiêu cuối cùng của hắn. Diệp Huyên tiếp tục cắn nuốt vũ trụ chi tâm, mà bây giờ hắn đã cắn nuốt vũ trụ chi tâm tầng 2, lúc hấp thu viên vũ trụ chi tâm này, hắn có hơi khiếp sợ. Năng lượng của vũ trụ chi tâm tầng 2 tinh khiết hơn so với tầng 1 rất rất nhiều. Hoàn toàn không thể so sánh. Chuyện này khiến Diệp Huyên ôm hy vọng có thể đột phá lên đến tầng 4. Điên cuồng cắn nuốt. Sau khi cơ thể hắn đạt đến tầng 3 cũng nhận được sự biến hóa lớn lao. Bởi vậy hắn có thể chịu đựng được năng lượng vô cùng vô tận này. Về phần huyết mạch chi lực của hắn thì khỏi phải nói, năng lượng của vũ trụ chi tâm này còn xa mới gây tổn hại được đến huyết mạch của hắn. Mà thứ khiến Diệp Huyên đau đầu chính là huyết mạch chi lực này không được tăng cường thêm tí nào. Cho tới bây giờ hắn đã được tiến hóa về khắp mọi mặt, bao gồm cả thần hồn. Thế nhưng huyết mạch chi lực lại chẳng mảy may thay đổi gì hết. Theo lời tiểu tháp thì chính là, huyết mạch chi lực có mạnh hay không thì phải xem hắn có điên hay chưa điên. Hắn điên bao nhiêu thì huyết mạch chi lực sẽ mạnh bấy nhiêu. Nhưng hiện tại Kháo Sơn Vương hắn e là rất khó để điên được. Chuyện này khiến Diệp Huyên cắt phăng luôn suy nghĩ muốn nâng cao huyết mạch chi lực của mình lên, bởi vì hắn phát hiện,
cho dù có huyết mạch chi lực thì cũng khó mà tiến vào trạng thái hoàn toàn phong ma kia. Hắn cũng không biết tại sao sau khi mình kích hoạt huyết mạch chi lực vẫn có thể giữ được lý trí nữa. Vấn đề này chắc chỉ cha mới biết được. Lại qua 2 tháng, Diệp Huyên đã cắn nuốt hết vũ trụ chi tâm tầng 2, mà lúc này, khí tức của hắn đã đạt đến một đỉnh cao, chỉ còn cách tầng 4 nửa bước mà thôi. Hắn rất có lòng tin, bởi vì hắn còn một ít vũ trụ chi tâm tầng 3 và tầng 4, không chỉ thế, hắn còn có một viên vũ trụ chi tâm tầng 6 nữa. Nói thật, hắn đã có chút không chờ được muốn cắn nuốt viên vũ trụ chi tâm tầng 6 này lắm rồi. Nhưng hắn vẫn phải nhịn. Từ từ đi. Ngay lúc Diệp Huyên muốn cắn nuốt viên vũ trụ chi tâm tầng 3 này, hắn chợt nhíu mày lại, khắc sau, hắn liền rời khỏi tiểu tháp. Vừa ra khỏi tiểu tháp thì chợt có một bàn tay khổng lồ từ đâu ập thẳng xuống. Ầm. Gian nhà hắn đang ở ầm ầm đổ nát. Mà Diệp Huyên thì đã lùi ra ngoài hơn mấy trăm trượng, khi hắn vừa dừng lại thì trước mặt đã xuất hiện một ông lão, ngoài ra xung quanh còn có hơn 10 luồng hơi thở mạnh mẽ khác. Trong này đa phần đều là cường giả tầng 4. Yêu giáo. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, hắn không ngờ rằng yêu giáo lại tìm được mình nhanh đến vậy. Diệp Huyên không ra tay, nhưng kiếm thanh huyên trong vỏ đã biến mất không còn thấy đâu. Phía xa, ông lão kia nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, người chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên. Xung quanh, một vài cường giả tò mò đến đây xem thử chuyện gì, nghe lão kia nói thế thì liền thấy kinh hãi. Diệp Huyên. Đây chính là kiếm tu từng tuyên bố muốn quyết một trận tử chiến với yêu giáo kia sao? Tất nhiên chuyện Diệp Huyên nuốt lời không đến bọn họ cũng biết, bởi vậy lúc họ nhìn Diệp Huyên thì trong mắt còn đong thêm ý cười châm biếm. Đây chính là kiếm tu không giữ chữ tín. Xung quanh ngày càng có nhiều người và yêu vây lại đây. Diệp Huyên liếc mắt nhìn ông lão, sau đó nói, ta không phải Diệp Huyên. Ông lão khẽ nhíu mày, người không phải Diệp Huyên. Diệp Huyên gật đầu, có lẽ các người nhầm rồi, ta thật sự không phải Diệp Huyên. Ông lão quay đầu nhìn một người đàn ông ở phía dưới, người có lầm hay không? Người đàn ông kia đưa mắt nhìn Diệp Huyên, gã do dự một lúc rồi nói, không lầm đâu, hắn hẳn là Diệp Huyên. Ông lão trầm giọng nói, hẳn là, ngươi không chắc. Người đàn ông đáp, vốn là chắc chắn, nhưng hắn. Nói đoạn, gã nhìn sang Diệp Huyên, người thật sự không phải là Diệp Huyên. Diệp Huyên gật đầu, thật sự không phải. Người đàn ông trầm giọng nói, vậy ngươi là ai? Diệp Huyên nói, Dương Huyên. Người đàn ông cau mày lại, Dương Huyên. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn mọi người xung quanh, sau đó làm vẻ vô tội, chư vị, các ngươi tìm Diệp Huyên thì tìm Diệp Huyên đi, tìm Dương Huyên ta làm gì? Ông lão nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, người thật sự không phải là Diệp Huyên. Diệp Huyên dựng thẳng tay phải lên, ta có thể thề với trời, nếu ta không phải Dương Huyên thì thần hồn câu diệt. Mọi người. Bên trong tiểu tháp, thần chiêu do dự một lúc rồi nói, Diệp công tử, ngươi. Kiểu thề này không được nói lung tung đâu, sẽ gặp báo ứng đó. Tiểu tháp đột nhiên khẽ thở dài, nữ nhân, ngươi còn non và xanh lắm. Thần chiêu. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên không xa. Nhìn thấy người đàn ông này, vẻ mặt Diệp Huyên cứng lại. Người đến chính là Vân Xuyên. Vân Xuyên nhìn Diệp Huyên, cười hỏi, Diệp công tử, không biết người đổi họ từ khi nào. Diệp Huyên cũng không giả bộ nữa, cười đáp, Vân Xuyên huynh, lại gặp mặt rồi. Vân Xuyên cười nói, Diệp công tử, lúc trước ngươi để yêu giáo ta đợi hơi bị lâu đấy. Diệp Huyên cười ha ha, ta cũng không cố ý đâu. Vân Xuyên khẽ nhíu mày, cũng không phải cố ý, nghĩa là gặp phải chuyện gì bất chắc à. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, à thôi, ta cố ý đấy. Vẻ mặt Vân Xuyên sượng đi. Xung quanh, nháy mắt sắc mặt của các cường giả yêu giáo đều trở nên khó coi. Cố ý. Vân Xuyên nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, Diệp công tử, ta rất tin tưởng ngươi bởi vậy hôm đó mới tha cho ngươi, nhưng ngươi lại thất hẹn, khiến ta cũng thất tín với điện chủ, ngươi làm thế không ổn cho lắm. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, Vân Xuyên huynh, ngươi nhầm rồi. Ngày đó không phải là ngươi tha cho ta, mà là ta tha cho ngươi. Nghe vậy, Vân Xuyên híp hai mắt lại, một khắc sau,
Nhưng nghĩ đến điều gì đó, hắn ta nhìn kiếm trong tay Diệp Huyên, khi thấy trong tay Diệp Huyên chỉ có mỗi vỏ kiếm thì sắc mặt hắn ta liền thay đổi, lập tức gào lên, mọi người cần. Còn chưa dứt lời, chỉ thấy đám cường giả yêu giáo bên cạnh hắn ta đột nhiên bị chém bay đầu, máu tươi bắn thẳng lên trời, tuôn ra như suối, vô cùng tanh tưởi. Cảnh này khiến mọi người đều bối rối, bao gồm cả Vân Xuyên. Lúc này Vân Xuyên trợn tròn hai mắt, trong mắt ngập tràn vẻ khó tin. Hắn ta biết Diệp Huyên có một chiêu kiếm có thể chém tương lai, nhưng chiêu kiếm đó không mạnh đến mức này mà. Phải biết, những cường giả có mặt ở đây có vài người đã đạt đến tầng 4 rồi đấy. Giết tầng 4 chỉ trong nháy mắt. Diệp Huyên này lại mạnh hơn rồi, hay lúc trước hắn vẫn luôn che giấu thực lực. Lúc này, Diệp Huyên xòe tay ra, kiếm Thanh Huyên trở lại trong tay hắn, hắn nhìn về phía Vân Xuyên, khẽ mỉm cười, Vân Xuyên huynh, cáo biệt nhé. Vừa dứt lời, hắn liền xoay người ngự kiếm bay lên. Tránh đi. Nơi này là địa bàn của yêu giáo, tuy hắn tự tin, nhưng không tự tin đến mức muốn lấy sức một người chống lại toàn bộ yêu giáo. Đánh không lại thì né thôi. Không mất mặt. Nhưng mà hắn vừa ngự kiếm lên thì không gian phía chân trời đột nhiên bị vỡ ra, một khắc sau, một bàn tay khổng lồ che lấp bầu trời đột nhiên đánh thẳng xuống. Một trường này lao tới như muốn kéo theo bầu trời sụp xuống, một cảm giác ngột ngạt kinh khủng nháy mắt bao trùm lấy Diệp Huyên. Lúc này đây, hắn có cảm giác như ngũ tạng trong cơ thể mình đang bị nghiền nát. Trong mắt Diệp Huyên lóe lên tia sáng lạnh, ngươi không cho ông đây đi, vậy ông đếch đi nữa. Chiến là được. Diệp Huyên nhẹ gảy ngón tay cái, kiếm Thanh Huyên trong vỏ đột nhiên bay ra, nương theo đó là một tiếng kiếm reo, kiếm quang bắn thẳng lên trời, xé nát tất cả. Ầm. Phía chân trời, bàn tay khổng lồ kia đã ầm ầm đổ nát. Chân trời rung động. Mà lúc này, một ông lão xuất hiện ở trên đỉnh đầu Diệp Huyên. Ông lão thân mang một bộ áo bào đen, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh lùng, khiến người ta không rét mà run. Cường giả tầng 5. Ông lão nhìn Diệp Huyên, đã giết người yêu giáo của ta mà còn muốn đi. Diệp Huyên cười ha ha, không đi thì không đi thôi. Ông lão híp hai mắt lại, còn định nói gì đó thì Diệp Huyên đã chen lời, nếu muốn nói thì mời kiếp sau nói nhé. Vừa dứt lời, kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên đột nhiên phóng lên trời. Trong mắt ông lão ánh lên một tia tàn nhẫn, ngông cuồng. Nói xong, lão bước lên trước một bước rồi tung quyền ra. Ầm. Vừa tung trưởng ra, đất trời rung lên kịch liệt, tựa như động đất. Cú đấm này dội thẳng lên trên thân kiếm Thanh Huyên, kiếm Thanh Huyên bị cưỡng chế dừng lại, nhưng một khắc sau, trong mắt của ông lão kia chợt co lại, trong mắt tràn ngập kinh hãi, bởi vì thân thể lão đang già đi với một tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chớp mắt, tóc tai của lão đã bạc trắng, thân thể gầy sọp đi như chỉ còn lại xương khô. Tuổi thọ đã hết. Ông lão nhìn về phía Diệp Huyên, trong mắt có chút mịt mờ, sao có thể? Phải biết rằng yêu thú có tuổi thọ vô cùng lớn, mà trong nháy mắt vừa nãy đó, lão đã cảm nhận được tuổi thọ của mình bị hút hết. Diệp Huyên xòe bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên trở lại trong tay hắn, hắn nhìn ông lão, người đã chết thì không cần nhiều lời, phí thời gian lắm. Nói rồi, hắn tra kiếm Thanh Huyên vào vỏ, người tiếp theo. Ông lão đột nhiên hóa thành một đống bụi tro, đã hoàn toàn bị xóa sổ. Người tiếp theo. Giọng nói của Diệp Huyên rất bình tĩnh, nhưng cũng để lộ sự ngang nhiên khiến lòng người kinh sợ. Lúc này, giọng nói của Tiểu Tháp đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên, tiểu chủ rốt cuộc cũng tự đứng bằng chân mình rồi. Diệp Huyên. Phía xa xa, Vân Xuyên nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, khi đó không phải là ngươi che giấu thực lực, mà là hiện tại thực lực của ngươi đã tăng lên. Tại sao ngươi có thể tiến bộ vượt bậc trong thời gian ngắn như thế? Diệp Huyên nhìn về phía Vân Xuyên, khẽ mỉm cười, thế nào là thiên tài? Là không bị tư chất hạn chế, không bị thiên địa hạn chế, bất kỳ võ học nào chỉ cần nhìn qua là sẽ thạo, liếc mắt là thấy ngay lỗ hổng của bất kỳ võ kỹ nào. Đây chính là thiên tài. Nếu ngươi chưa từng gặp người nào như thế, thì bây giờ ngươi đã. Nói đoạn, hắn chỉ vào bản thân, may mắn gặp được. Mọi người. Vân Xuyên nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên mà không nói gì, nhưng trong lòng đã dậy sóng.
Khi trước hắn ta gặp Diệp Huyên, Diệp Huyên chắc chắn không mạnh được như vậy, mà bây giờ hắn đã có thể dễ dàng chém giết cường giả tầng 5. Chỉ mới một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy thôi ư. Đây là bất thường. Tuy thế gian thật sự có một vài yêu nghiệt, những yêu nghiệt này cũng không hề bình thường, nhưng tên Diệp Huyên này lại khoa trương quá mức. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, nếu như không có ai kế tiếp thì ta đi đây. Nói rồi, hắn đi về phía cửa thành. Ra vẻ xong rồi thì chạy nhanh thôi. Ra vẻ thì cũng phải có chừng mực. Lúc Diệp Huyên đi được tới trước cửa thành rồi thì bóng cửa lớn đột nhiên khép lại. Diệp Huyên dừng bước, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt hắn. Người đàn ông trung niên thân mang một bộ áo bào trắng rộng thùng thình, vẻ mặt bình tĩnh, trước ngực áo ông ta còn được thêu một chữ yêu nho nhỏ. Ông ta đứng lẳng lặng một chỗ, khiến người ta cảm nhận được một loại cảm giác sâu không lường được tựa tinh không mênh mông vô tận này. Một vài người có thực lực yếu càng cảm nhận được một lực lượng áp bức vô hình. Cỗ áp lực này khiến cho bọn họ khó mà thở bình thường được. Người này chính là điện chủ khôi thần của cổ yêu điện, một trong tứ đại điện, đây cũng là một nhân vật nắm thực quyền ở yêu giáo. Khôi thần. Xung quanh đã có người nhận ra khôi thần, thế là kinh ngạc thốt lên. Bảo khôi thần là điện chủ thì cũng không đúng lắm, bởi vì mọi chuyện lớn nhỏ ở yêu thần thành cơ bản là do khôi thần quản lý, vì thế ông ta không thần bí như ba điện chủ còn lại. Các cường giả yêu giáo có mặt ở đây dồn dập lui về phía sau khôi thần. Khôi thần quan sát Diệp Huyên một chút rồi khẽ gật đầu, rất giỏi. Rất giỏi. Nghe vậy, một vài cường giả yêu giáo không nhịn được phải quay sang nhìn Diệp Huyên. Bọn họ ai cũng biết mắt nhìn người của khôi thần rất cao, người bình thường căn bản không lọt vào mắt ông ta được, vậy mà giờ đây ông ta lại đánh giá Diệp Huyên rất giỏi. Diệp Huyên cười hỏi, là một trong bốn điện chủ à? Khôi thần gật đầu. Diệp Huyên khẽ lắc đầu, ông ra mặt nhanh quá đấy, ta vốn tưởng các người sẽ phái ra thêm vài cường giả tầng 6 để ta luyện tập tay chân một chút rồi cuối cùng mới đến điện chủ tự thân xuất mã, không ngờ là ta vừa giết được hai người thì ông đã tự mình xuất hiện rồi. Khôi thần nhìn Diệp Huyên, từ sau khi yêu giáo ta thành lập, đến nay chưa một ai dám coi thường chúng ta đến vậy. Ta rất tò mò thế lực phía sau ngươi, có thể kể nghe một chút không? Diệp Huyên lắc đầu cười, ta nói rồi yêu giáo có bỏ qua cho ta không? Khôi thần lắc đầu, sẽ không, ngươi đã gây hấn với yêu tộc ta đến vậy, phải dùng mạng để đổi. Diệp Huyên cười ha ha, vậy nói hay không nói thì khác gì nhau? Điện chủ, ta thấy chúng ta không cần nói nhảm với nhau nữa, nghe danh tứ đại điện chủ của yêu giáo ai nấy đều mạnh như thần. Diệp Huyên ta bất tài, muốn lĩnh giáo vài chiêu. Khôi thần khẽ gật đầu, đến đây. Diệp Huyên đang định ra tay thì lúc này, một giọng nói chợt vang lên từ phía chân trời, khoan đã. Diệp Huyên quay đầu nhìn, cách đó không xa có hai người đang bước chậm rãi đến. Chính là Thượng Tiên Sứ và Tả Thượng Sứ của Tiên Bảo Các. Diệp Huyên hơi kinh ngạc, sao bọn họ lại đến đây? Khôi thần cũng hơi nhíu mày lại. Thượng Tiên Sứ và Tả Thượng Sứ đi tới hiện trường, Thượng Tiên Sứ liếc mắt nhìn Diệp Huyên một cái rồi quay sang nhìn Khôi Thần, Khôi Điện Chủ, theo ta được biết, sở dĩ yêu giáo các ngươi và Diệp Công Tử phát sinh nhiều mâu thuẫn như vậy vốn dĩ là vì một chuyện vô cùng nhỏ nhặt, chuyện đến bước đường này thật sự không nên. Khôi Điện Chủ, có thể nể mặt Tiên Bảo Các một lần, hai bên coi như bỏ qua cho nhau, Tiên Bảo Các ta bằng lòng bồi thường tổn thất cho yêu giáo. Bồi thường. Khôi Thần khẽ mỉm cười. Người này ban nãy vừa giết mười mấy người của yêu giáo ta, Thượng Tiên Sứ, cô cảm thấy đây là chuyện tiền bạc có thể giải quyết được sao? Còn mâu thuẫn trong lời cô nói thì đúng vậy, yêu giáo ta và hắn đúng là chỉ vì một chuyện còn con mà dẫn đến nước này, nhưng hắn làm việc có chừa đường lui bao giờ không? Không hề có, đúng không? Nghe vậy, sắc mặt Thượng Tiên Sứ trở nên hơi khó coi. Lúc này, Diệp Huyên ở một bên cười nói, cha ta từng dạy là ta không chủ động phạm người. Nhưng nếu người phạm ta tất giết, yêu giáo ông bắt nạt ta, chẳng lẽ ta phải nhịn thì mới được. Kiếm tu, nếu gặp phải chuyện bất bình mà còn nhịn thì thôi tu kiếm làm gì nữa. Khôi thần khẽ gật đầu, vậy ngươi nhìn đi, hôm nay yêu giáo ta muốn bắt nạt ngươi đấy. Diệp Huyên cười ha ha, kiếm thanh huyên trong tay rung lên kịch liệt, Diệp Huyên ta mặc dù không mạnh như đại ca, nhưng lúc này đây chắc phải ra oai một phen mới được. Nói rồi. Hắn nhìn về phía khôi thần,
Diệp Huyên, ta ở đây, cầu xin yêu giáo đến giết ta. Cầu xin đến giết ta. Khôi thần siết chặt nắm tay phải lại, một hơi thở cực kỳ khủng bố đột nhiên bộc phát tựa như núi lửa, trong phút chốc, toàn bộ yêu thần thành sôi sục lên. Lúc này, thượng tiên sứ ở một bên híp mắt lại, tay phải cũng chậm rãi cuộn lại. Khôi thần nhìn về phía thượng tiên sứ, sao thế, tiên bảo các muốn bảo vệ hắn cho bằng được. Thượng tiên sứ trầm mặc. Không thể không nói, lúc này đây nàng ta đang rơi vào thế khó. Không thể giảng hòa được mâu thuẫn giữa Diệp Huyên và yêu giáo, mà nếu nàng ta ra sức bảo vệ Diệp Huyên thì có nghĩa là sẽ đối nghịch với yêu giáo, đây không phải là chuyện đùa. Còn nếu không bảo vệ Diệp Huyên, vậy thì lệnh huyền thiên kia còn ý nghĩa gì nữa? Thế gian này còn ai tin tưởng đãi ngộ khách quý của tiên bảo các? Bảo vệ hay không? Tả thượng sử ở bên cạnh đột nhiên trầm giọng nói, bảo vệ đi. Thượng tiên sứ nhìn về phía tả thượng sứ, sắc mặt tả thượng sứ có chút khó coi, dùng huyền khí truyền âm, lúc trước ta không tán thành lệnh huyền thiên là do sợ trên người tên này có nhân quả quá lớn, nhưng đã cho rồi thì hắn chính là khách quý siêu cấp của tiên bảo các. Lúc này nếu bỏ mặc hắn thì thiện nhân chúng ta kết với hắn coi như hóa thành mây khói hết, không chỉ thế, trên đời này sẽ không còn ai tin vào đãi ngộ khách quý của tiên bảo các chúng ta nữa. Thượng tiên sứ trầm giọng nói, nhưng như vậy chẳng khác nào sẽ đối địch với yêu giáo. Tả thượng sứ gằn giọng nói, yêu giáo đã không nể mặt chúng ta, vậy chúng ta nể mặt họ làm gì? Thượng tiên sứ trầm mặc một lát rồi nói, gọi người. Tả thượng sứ nhìn khôi thần ở phía xa, gằn giọng lên, khôi điện chủ, Diệp công tử là khách quý của tiên bảo các ta, hôm nay chỉ cần tiên bảo các còn thì sẽ quyết bảo vệ hắn chu toàn. Yêu giáo ngươi nếu muốn ra tay thì mẹ nó chứ, ông đây phải đánh các ngươi rồi. Mọi người, tiên bảo các. Tả thượng sứ vừa dứt lời, không khí ở hiện trường lập tức trở nên căng thẳng. Không ai nghĩ rằng tiên bảo các lại muốn dốc sức bảo vệ Diệp Huyên, hơn nữa còn không tiếc làm địch với yêu giáo. Đây là yêu giáo đấy. Tuy tiên bảo các cũng là thế lực lớn, nhưng yêu giáo nào phải kẻ ăn chay. Họ là một đám yêu chuyên ăn thịt người đấy. Hơn nữa, bây giờ còn là đang ở yêu thần thành, đây chính là địa bàn của yêu giáo. Tiên bảo các điên rồi sao? Tất cả mọi người đều cảm thấy tiên bảo các điên rồi. Thật ra Diệp Huyên cũng có hơi bất ngờ, hắn không nghĩ rằng tiên bảo các sẽ dốc toàn lực bảo vệ mình như thế. Nhưng bất ngờ nhất vẫn là khôi thần, ông ta còn tưởng tiên bảo các chỉ đi ngang qua thôi, nhưng không ngờ rằng tiên bảo các lại thật sự làm thật, chuyện này có chút nằm ngoài dự đoán của ông ta. Khôi thần không nhịn được liếc nhìn Diệp Huyên, trong lòng có chút hiếu kỳ, Diệp Huyên này có quan hệ như thế nào với tiên bảo các? Sao có thể khiến tiên bảo các không tiếc đối địch với yêu giáo để bảo vệ cho bằng được hắn? Lúc này, mười mấy vị cường giả đột nhiên xuất hiện xung quanh Diệp Huyên. Toàn bộ đều là cường giả của tiên bảo các, trong này đa số đều là tầng 5. Diệp Huyên nhìn về phía thượng tiên sứ, đang định nói chuyện thì thượng tiên sứ bỗng bảo, Diệp công tử, cậu không cần nhiều lời, cậu có lệnh huyền thiên trong tay thì chính là khách quý của tiên bảo các ta sẽ bảo vệ cậu chu toàn. Thật sao? Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Cách đó không xa, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước tới, người này thân trên để trần, thân dưới chỉ quấn một chiếc quần đơn giản làm từ cỏ và da. Nhìn thấy người này, sắc mặt thượng tiên sứ liền trầm xuống. Yêu giả. Điện chủ cổ yêu điện. Hai vị điện chủ đã xuất hiện. Yêu giả chậm rãi bước đến trước mặt hai người thượng tiên sứ, gã nhìn tả thượng sứ tiên bảo các ghê gớm lắm sao. Tả thượng sứ cười ha ha, ông ta không hề phí lời mà tung ra một quyền ngay. Trong mắt yêu giả ánh lên một tia xem thường, cũng đồng thời tung ra một quyền. Nắm đấm cả hai vừa tiếp xúc, tả thượng sứ đã bị đẩy lùi ra xa hơn vạn trượng. So sánh về sức mạnh thì tất nhiên tả thượng sứ không bằng yêu tộc. Sau khi tả thượng sứ dừng lại, ông ta xòe tay ra, một ngọn lửa đột nhiên bốc cháy lên từ trong lòng bàn tay ông ta, một khắc sau, tả thượng sứ liền biến mất tại chỗ. Xoẹt! Bầu trời yêu thần thành lập tức biến thành một biển lửa màu đỏ ngòm. Phía xa xa, yêu giả híp hai mắt lại, gã lần nữa bước ra trước một bước, siết chặt tay phải lại, lúc đám lửa kia ập đến trước mặt gã.
gã đột nhiên tung quyền ra, trên nắm đấm có một luồng sức mạnh khổng lồ tràn ra như lũ quét. Ầm. Cơn sóng lửa kia bị luồng sức mạnh khủng bố này ép dừng lại, nhưng một chốc sau, Yêu Dạ chợt cau mày, bởi vì gã phát hiện nắm đấm của mình đang bắt đầu bốc cháy. Nhìn thấy cảnh này, Yêu Dạ vội vàng phẩy mạnh tay phải của mình một cái. Ầm. Một mảnh sóng lửa bị đập vỡ, một người một yêu đồng thời thối lui lại, chân trời xung quanh đã vô cùng hỗn loạn. Sau khi Tả Thượng Sứ dừng lại liền muốn ra tay tiếp, nhưng Thượng Tiên Sứ cản ông ta lại, nàng ta nhìn Yêu Dạ điện chủ, chuyện này còn có thể giảng hòa được nữa không? Yêu Dạ cười gằn, có thể giảng hòa không? Làm sao giảng hòa, ngươi giết mười mấy yêu của yêu tộc ta rồi bảo làm hòa nhé. Muốn hòa cũng được, giao đầu tên đó ra đây. Nghe vậy, ánh mắt Thượng Tiên Sứ lập tức trở nên lạnh lẽo. Lúc này, Yêu Dạ lại nói, Thượng Tiên Sứ, bây giờ tiên bảo các ngươi rút lui thì yêu giáo ta có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu các ngươi cố tình nhúng tay vào, vậy thì hôm nay các ngươi đều phải chết ở đây. Thượng Tiên Sứ nở một cười khinh miệt, chỉ bằng các ngươi. Vừa dứt lời, nàng ta mở tay ra, một chiếc lệnh bài phóng lên trên trời, thoáng chốc, trong tinh không xa xôi bỗng xuất hiện một đóa hoa sen khổng lồ lấp lánh. Lệnh tụ tiên. Có người kinh ngạc thốt lên. Lệnh tụ tiên, lệnh vừa ra, khắp chư thiên vạn giới này, phàm là cường giả tiên bảo các thì nhất định phải tìm đến với tốc độ nhanh nhất. Lệnh bài này xuất hiện thì đồng nghĩa với việc sẽ nhanh chóng có vô số cường giả tìm đến yêu thần giới này. Đây không phải chuyện nhỏ, mà là chuyện động trời. Lúc này, Yêu Dạ ở một bên ánh lên tia dữ tợn trong đáy mắt, gã mở tay ra, một chiếc lệnh bài màu đen đột nhiên phóng lên trời, lao thẳng vào tinh không xa xôi. Lệnh thú yêu. Lại có người kinh ngạc thốt lên. Lệnh này vừa ra, thập đại yêu vương phải nhanh chóng dẫn theo cường giả dưới trướng chạy đến yêu thần giới bằng tốc độ nhanh nhất. Sắp đại chiến rồi. Trong bóng tối, một vài cường giả cũng thấy hoảng trong lòng, nhanh chóng đua nhau bỏ chạy ra ngoài. Thần tiên đại chiến, tai vạ đến người vô tội. Phải mau chuồn thôi. Lúc này, Yêu Dạ đột nhiên nói, yêu thú khắp bốn điện nghe lệnh, phàm là kẻ nào chưa được cho phép mà xông vào yêu thần giới giết không tha. Giết không tha, bên trong yêu thần thành, cường giả yêu thú từ tứ đại điện, lập tức phóng lên trời, trấn thủ bốn phía yêu thần giới. Yêu Dạ nhìn về phía Thượng Tiên Sứ, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, gã giận dữ chỉ thẳng mặt Diệp Huyên. Không ai gánh được ngươi cả, Yêu Dạ ta đã nói rồi. Diệp Huyên. Lúc này, Thượng Tiên Sứ đột nhiên đi tới bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta nhìn Diệp Huyên, lát nữa theo bọn ta mở đường máu chạy ra ngoài. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiên cô nương, các cô làm như thế là đánh cược quá lớn rồi đấy. Thượng Tiên Sứ lắc đầu, bây giờ không phải là lúc thảo luận lợi hay hại, Diệp công tử, thực lực của cậu bất phàm, lát nữa khi cường giả tiên bảo các đến rồi. Cậu theo chúng ta giết thành một đường máu thoát khỏi đây. Diệp Huyên đang định nói chuyện thì đúng lúc này, Thượng Tiên Sứ ngẩng đầu lên nhìn về tinh không xa xôi, người của chúng ta đến rồi. Trong tinh không trên yêu thần thành, cường giả tiên bảo các đã tìm đến đây, nhưng bọn họ đều đang bị cường giả từ tứ đại điện ngăn lại. Thế nhưng phía sau vẫn còn có rất nhiều cường giả đang chạy đến. Ở phía dưới, Yêu Dạ đột nhiên nhìn Thượng Tiên Sứ, vẻ mặt rất dữ tợn, giết. Giết. Vừa dứt lời, gã đã vọt thẳng đến chỗ Tả Thượng Sứ. Tả Thượng Sứ cũng không cam lòng yếu thế, nhanh chóng bay ra. Thượng Tiên Sứ trầm giọng nói, Diệp công tử, cậu cẩn thận. Nói rồi, nàng ta đột nhiên hóa thành một luồng sáng trắng vọt về phía Khôi Thần, mà những cường giả tiên bảo các thì nhanh chóng lui lại bảo vệ xung quanh Diệp Huyên, nhưng chẳng mấy chốc bọn họ cũng đã bị cường giả yêu thần giới nhấn chìm. Diệp Huyên đứng tại chỗ chậm rãi nhắm hai mắt lại, mà kiếm Thanh Huyên trong tay hắn đã sớm không còn thấy đâu. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên mở mắt ra, trong tích tắc khi hắn mở mắt đó, vô số cường giả yêu thần giới lập tức biến sắc, tiếp đó, cảnh tượng quái dị liền xảy ra, chỉ thấy từng cái đầu của cường giả yêu thần giới lần lượt bị chém phăng ra ngoài. Nhất kiếm trảm tương lai. Không phải là kiếm hiện tại của hắn, mà lúc trước khi mọi người nói chuyện hắn đã ra kiếm rồi. Nhưng hắn không dùng kiếm Thanh Huyên, bởi vì dùng kiếm Thanh Huyên thì Vân Xuyên sẽ phát hiện.
Nhưng cho dù không dùng kiếm Thanh Huyên thì nhất kiếm trảm tương lai của hắn cũng không phải là thứ cường giả yêu tộc bình thường có thể chống lại. Trong chớp mắt đã có mười mấy cường giả yêu thần giới ngã xuống, trong này còn có một ít là yêu thú tầng 5. Cảnh tượng quái dị này khiến yêu giả cùng với khôi thần hoàn toàn biến sắc. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên ngẩng đầu lên, vừa ngẩng đầu, một tia hàn mang đã xuất hiện ngay giữa hàng mày của hắn. Vẻ mặt Diệp Huyên rất bình tĩnh, một chiếc khiên kiếm lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Khiên kiếm Thanh Huyên. Khiên kiếm rung lên kịch liệt, Diệp Huyên cùng khiên lập tức bị chấn lùi ra hơn nghìn trượng, hắn vừa dừng lại thì lại có một tia hàn mang khác xuất hiện trước mặt, nhanh như điện bắn. Vẻ mặt Diệp Huyên vẫn rất bình tĩnh, khiên kiếm Thanh Huyên lại lần nữa chắn ở trước mặt hắn. Khiên kiếm rung lên dữ dội, sức mạnh to lớn ấy lại lần nữa đẩy Diệp Huyên lẫn khiên lùi lại liên tục. Mà trong lúc lùi lại này, tia hàn mang ấy vẫn bám sát Diệp Huyên như ruồi bâu hủ mật. Diệp Huyên vô cảm. Ta cứ chặn lại đấy. Thanh Nhi từng nói, trên thế gian này chỉ có bốn người có thể đánh vỡ được kiếm Thanh Huyên, mà ba người trong số đó đều cùng một phe với hắn, Diệp Huyên còn sợ cái lông gì nữa. Hơn nữa thân thể hắn cũng đủ mạnh, chỉ cần không đánh hắn chết trong một đòn thì Diệp Huyên hắn vĩnh viễn bất tử. Diệp Huyên và Khiên lại lần nữa cùng bị chấn lùi. Diệp Huyên không ngừng bị áp chế, nhưng tia hàn mang kia cũng không phá được khiên kiếm của hắn. Một lát sau, tia hàn mang kia đột nhiên dừng lại. Diệp Huyên nhìn phía đối diện, trước mặt hắn không xa có một người đàn ông đang đứng, trên đỉnh đầu người này có một chiếc sừng. Giữa hàng mày có mọc một chiếc vảy, mà trong tay người đàn ông đang cầm một thanh trường thương. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, đây là một trong hai điện chủ còn lại sao? Lúc này, giọng nói của tiêu chủ quản đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên, Diệp công tử, người này là yêu nghiệt siêu cấp trong thế hệ trẻ của yêu thần giới, tên là Xích Tu, hiện tại cũng là cường giả tầng 6, Diệp công tử phải cẩn thận. Thế hệ trẻ. Diệp Huyên nhìn Xích Tu kia. Hắn ta cũng liếc nhìn kiếm trong tay Diệp Huyên, sau đó ánh mắt ánh lên một tia xem thường, nếu không có kiếm này, ta giết ngươi chỉ cần một chiêu. Diệp Huyên cười hỏi, ngươi chắc không? Xích Tu nhìn Diệp Huyên, ngươi có dám không dùng kiếm này? Diệp Huyên gật đầu, dám chứ? Dứt lời, kiếm Thanh Huyên trong tay hắn liền biến mất. Thấy thế, Xích Tu híp hai mắt lại, ngươi cũng là một đấng nam nhi đấy. Nói rồi. Hắn ta lập tức định ra tay, nhưng Diệp Huyên đột nhiên nói, đợi đã. Xích Tu khẽ nhíu mày, sao? Ngươi muốn đổi ý? Diệp Huyên lắc đầu, không phải, chỉ là có một câu hỏi nho nhỏ. Nói xong, hắn nhìn khắp bốn phía rồi hỏi, giáo chủ của các ngươi đâu? Giáo chủ? Thật ra hắn vẫn luôn âm thầm đề phòng giáo chủ thần bí kia, nhưng đến tận bây giờ hắn vẫn không cảm nhận được đối phương. Tiểu tháp cũng không cảm nhận được. Theo lời của tiểu tháp thì tình huống này chỉ có hai khả năng, thứ nhất là đối phương không ở đây, bởi vậy không cảm nhận được. Thứ hai là do đối phương quá mạnh, chỉ lúc đối phương xuất thủ thì mới cảm nhận được thôi. Diệp Huyên chọn tin vào điều thứ hai, khóe miệng Xích Tu cong lên thành nụ cười mỉa mai, giáo chủ. Ngươi xứng để giáo chủ ra tay sao? Diệp Huyên liếc mắt nhìn Xích Tu, sau đó nói, ngươi trẻ tuổi. Làm yêu quái đừng có mà ngông cuồng như vậy, ngươi. Xích Tu đột nhiên biến mất. Ra tay rồi. Có rất nhiều người, thường chết bởi vì nói nhiều. Bởi vậy hắn ta không chọn cách phí nhiều lời, cứ dứt khoát ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Nhưng mà khi hắn ta vọt đến trước mặt Diệp Huyên, trong mắt hắn ta chợt co lại, lập tức theo bản năng hơ ngang thương chặn trước mặt. Xoẹt. Một tiếng kiếm xé rách không trung vang lên, tiếp đó, một thanh kiếm lập tức xuyên thủng qua hàng mày của Xích Tu. Nhất kiếm trảm tương lai. Thân thể Xích Tu cứng đờ tại chỗ, hắn ta nhìn Diệp Huyên, có chút mờ mịt, không? Không phải ngươi nói là không dùng kiếm này sao? Diệp Huyên nhìn Xích Tu, có chút bất đắc dĩ, huynh đệ à, người nghĩ chúng ta đang nói chuyện gia đình hả? Chúng ta đang quyết sinh tử đấy, kiếp sau đi đánh nhau thì nhớ mang theo não. Não là vật quan trọng lắm, đừng có làm mất. Xích Tu nghe xong, giữa lồng ngực nghẹn một nỗi không thể phun ra, thế là chết. Nhất kiếm trảm tương lai.
Diệp Huyên phát hiện đã đánh giá thấp nhất kiếm trảm tương lai của mình. Vừa nãy Xích Tu đã cảm nhận được trảm tương lai của hắn, nhưng đối phương không ngăn cản được. Đương nhiên sở dĩ đối phương có thể dự đoán được là vì kiếm của hắn chỉ chậm hơn chưa tới một khắc. Hắn có thể chậm hơn, cũng có thể nhanh hơn. Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay mình, giây tiếp theo kiếm Thanh Huyên biến mất. Khi kiếm Thanh Huyên biến mất, sắc mặt Vân Xuyên ở phía xa đột nhiên thay đổi, cẩn thận, hắn xuất kiếm rồi. Xuất kiếm rồi. Nghe thấy câu này, cường giả yêu tộc có mặt đều biến sắc. Bọn họ đã được chứng kiến uy lực từ nhất kiếm trảm tương lai quỷ dị của Diệp Huyên lúc trước, vì vậy khi Vân Xuyên vừa dứt lời, nét mặt đám cường giả yêu tộc đều thay đổi rõ rệt, ai nấy đều sợ hãi, sợ rằng mình sẽ là mục tiêu tiếp theo của Diệp Huyên. Trên mặt Diệp Huyên mang theo ý cười nhàn nhạt, hắn không xuất nhát kiếm đó, chỉ đùa thôi. Hắn càng không xuất, cường giả yêu tộc càng sợ, tinh thần căng thẳng, không dám thả lòng. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn, hắn phát hiện trong tinh không càng lúc càng có nhiều cường giả của Tiêu Bảo Các, nhưng hầu hết đều bị cường giả của yêu giáo ngăn ở bên ngoài. Diệp Huyên thầm thở dài trong lòng, hắn nợ Tiêu Bảo Các một món nợ ân huệ lớn rồi đây. Không biết các chủ của Tiêu Bảo Các có phải là nữ không, nếu là nữ thì hắn hoàn toàn có thể lấy thân báo đáp. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, mặt Diệp Huyên chợt đỏ lên, hình như hắn hơi vô liêm sỉ. Lúc này, yêu dạ đang giao đấu với tả thượng sứ ở nơi xa dường như cảm nhận được điều gì, con người đột nhiên co lại, hai cánh tay giơ lên chắn trước mặt. Bùm! Một vùng kiếm quang đột nhiên nổ tung. Yêu dạ bị đẩy lùi cả mấy nghìn trượng, gã vừa dừng lại, hai cánh tay đã nứt ra như mạng nhện, vô số máu tươi tràn ra. Yêu dạ nhìn Diệp Huyên phía dưới, trong mắt nhiều thêm vẻ dè chừng, đương nhiên đa phần là tức giận, ngươi dám đánh lén ta. Diệp Huyên nhìn yêu dạ, lòng thầm nói thật đáng tiếc, hắn đã đánh giá thấp thân thể của yêu dạ này. Nhát kiếm vừa nãy không thể chém đứt cánh tay đối phương, nếu không, một khi nhát kiếm ấy vào trong cơ thể đối phương thì hắn có thể trực tiếp khóa chặt thần hồn của gã lại. Tiếc thật. Diệp Huyên xòe lòng bàn tay, sau đó khẽ phất, kiếm Thanh Huyên lại biến mất. Nhìn thấy cảnh này, những cường giả yêu tộc có mặt ở đây lại một lần nữa biến sắc. Bởi vì bọn họ không biết nhát kiếm lần này của Diệp Huyên sẽ nhằm vào ai, cái chết chưa xác định mới là đáng sợ nhất. Lúc này, Diệp Huyên nhìn đám cường giả yêu tộc đang có mặt ở đây, cười bảo các ngươi đừng dừng lại, tiếp tục đánh đi, kiếm của ta phải bay một lúc. Đám yêu thú. Yêu dạ lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, đang định nói thì hắn ta chợt ngẩng đầu, trên trời đột nhiên xuất hiện một đám cường giả đông đúc. Thấy vậy, khóe miệng yêu dạ nhếch lên nụ cười. Hắn ta nhìn Diệp Huyên, yêu của chúng ta đến rồi. Từng luồng khí mạnh mẽ xuất hiện trên tinh không vô tận. 10 đại yêu vương đã dẫn cường giả đến. Mà lần này, 10 đại yêu vương dẫn theo mấy nghìn cường giả siêu cấp của yêu giáo, trong đó cường giả cảnh giới thấp nhất đã là tầng 3. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt thượng tiên sứ và tả thượng sứ đều trầm xuống. Như nghĩ tới điều gì, thượng tiên sứ quay đầu nhìn Diệp Huyên. Diệp công tử, mở đường máu chạy đi. Chạy đi. Diệp Huyên suy nghĩ một lúc rồi nói, cùng nhau đi. Thượng tiên sứ đắn đo giây lát, được. Diệp Huyên chợt chỉ vào yêu dạ và kiếm Thanh Huyên, giúp ta ngăn hai yêu này lại. Thượng tiên sứ nhìn hắn, được. Nói xong nàng ta và tả thượng sứ cùng biến mất tại chỗ. Thấy vậy, yêu dạ biến sắc, cẩn thận kiếm tu kia. Cẩn thận kiếm tu. Các cường giả yêu tộc đều nhìn Diệp Huyên, trong mắt toàn là vẻ cảnh giác, không cần nhắc, bọn họ cũng sẽ cẩn thận. Kiếm của Diệp Huyên quá khó lòng phòng bị. Đúng lúc này, Diệp Huyên chợt xòe tay ra, kiếm Thanh Huyên biến mất lúc trước đã trở lại trong tay hắn. Diệp Huyên từ từ nhắm hai mắt lại. Tĩnh tâm. Ngưng thần. Yên lặng một lát, Diệp Huyên mở mắt, một kiếm chém ra, nhát kiếm này chém ra, kiếm quang như thác nước. Sắc mặt nhóm yêu thú đều thay đổi đáng kể, sau đó tất cả đồng loạt rút lui. Trảm tuổi thọ. Hắn không nhằm vào một yêu thú, mà là cả yêu thần thành. Lấy Diệp Huyên làm trung tâm, thời gian lưu thể chi lực bí ẩn nhanh chóng lan ra xung quanh, một vài cường giả yêu tộc gần hắn đã hóa thành cát bụi, còn yêu thần thành thì cũng nhanh chóng biến thành tro tàn với tốc độ vô cùng đáng sợ. Lúc này,
trong lòng đám cường giả yêu tộc đều kinh hãi, chạy tán loạn như điên. Công kích không phân biệt. Yêu dạ và khôi thần đều sững sờ. Đây là chiêu gì thế này? Lúc này, hai người cũng biến sắc, bởi vì lực lượng ấy đã lan tới trước mặt họ, trong lòng cả hai đều chấn động, đồng loạt rút lui. Hai người lưỡng lự một lúc rồi bay lên trời, mà khi hai người chuẩn bị rời khỏi yêu thần thành thì một tàn ảnh chợt từ trên trời bay xuống. Đoàng! Một tiếng nổ vang lên, thượng tiên sứ và tả thượng sứ rơi từ trên không xuống, hai người vừa đáp đất thì mặt đất đã xuất hiện một vực sâu cực lớn. Diệp Huyên quay đầu lại, cách đó không xa có một người đàn ông áo bào đen đang đứng, trên đầu ông ta có hai chiếc sừng. Người đàn ông áo bào đen nhìn Diệp Huyên, tay phải chợt đè xuống. Bùm! Y vừa đè xuống, không gian mấy trăm vạn dặm lấy ông ta làm trung tâm đều đóng băng, lực lượng nghịch thời gian của Diệp Huyên cũng bị đóng băng. Xung quanh trở lại bình thường. Những cường giả yêu tộc đang chạy trốn đằng xa chợt thở phào nhẹ nhõm, lần lượt dừng lại. Diệp Huyên nhìn người đàn ông áo bào đen trước mặt với vẻ mặt bình tĩnh, hắn ung dung cất kiếm Thanh Huyên đi. Lúc này, thượng tiên sứ và tả thượng sứ xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, vẻ mặt cả hai đều cực kỳ nặng nề. Thượng tiên sứ trầm giọng nói, người này tên là Vô Si, điện chủ của Man Yêu Điện. Lại một điện chủ nữa. Diệp Huyên hỏi, người này mạnh nhất trong điện chủ bốn điện à? Thượng tiên sứ lắc đầu, không. Mạnh nhất là thần hoàng của thần yêu điện, không biết đối phương có ở yêu thần giới không? Nghe vậy, Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta biết rồi. Ở phía xa, Vô Si nhìn Diệp Huyên rồi cất tiếng nói, thời gian lưu thể chi lực trong thời không bạch chú. Không ngờ ngươi lại có thể vận dụng được lực lượng đó đến mức này, thật đáng kinh ngạc. Diệp Huyên nhìn bốn phía rồi hỏi, lực lượng của ông là gì mà có thể đóng băng được thời gian lưu thể chi lực của ta vậy? Hắn có thể cảm nhận được thật ra thời gian lưu thể chi lực của hắn vẫn còn, chưa bị phá hủy mà chỉ bị đóng băng, không thể sử dụng mà thôi. Vô Si nói, một loại lực lượng đặc biệt. Nói xong ông ta lại nhìn thượng tiên sứ, ta khá tò mò đấy thượng tiên sứ, theo như ta biết cô là một người sáng suốt, vì một nhân loại mà cô lựa chọn dẫn cả Tiêu Bảo Các chống lại yêu giáo của ta, có thực sự đáng không? Có đáng không? Thượng tiên sứ mỉm cười, không có gì đáng hay không đáng cả, chúng ta đã quyết định thì đương nhiên sẽ đi đến cùng. Vô Si gật đầu, yêu giáo của ta vốn không có ý định trở thành kẻ thù của Tiêu Bảo Các, nhưng nếu đã là lựa chọn của các cô thì yêu giáo chúng ta cũng không nói thêm gì nữa. Nói rồi ông ta ngẩng đầu nhìn 10 đại yêu vương trên tinh không, giết. Giết. Nghe lời này của Vô Si, 10 đại yêu vương chợt quay người dẫn theo đám cường giả yêu giáo lao về phía cường giả của Tiêu Bảo Các. Áp đảo toàn diện. Mặc dù cường giả của Tiêu Bảo Các không ít, hơn nữa còn rất mạnh, nhưng đây là địa bàn của yêu giáo, lại thêm cường giả của Tiêu Bảo Các lục tục tới nên cường giả của Tiêu Bảo Các hoàn toàn không địch lại được cường giả của yêu giáo. Bên dưới, thượng tiên sứ và tả thượng sứ thấy thế thì sắc mặt đều trở nên hơi khó coi. Cứ tiếp tục thế này sẽ vô cùng bất lợi cho Tiêu Bảo Các. Lúc này, Vô Si nhìn Diệp Huyên, người trẻ tuổi, ta không quan tâm sau lưng ngươi có ai hay thế lực nào. Ta chỉ biết ngươi giết yêu của yêu giáo ta thì ngươi sẽ phải trả cái giá đắt nhất đời này của ngươi cho hành động ấy. Dứt lời, bốn đại yêu thần bí chợt xuất hiện sau lưng ông ta. Vô Si nhìn Diệp Huyên, sau đó ông ta chợt tung người bay lên, Diệp Huyên ở nơi xa híp mắt, kiếm Thanh Huyên bay lên hóa thành khiên kiếm chắn trước người hắn. Bùm! Một tiếng nổ vang lên, Diệp Huyên và khiên kiếm cùng bị đẩy lùi mấy vạn trượng, hắn vừa dừng lại. Vô Si đã lại xuất hiện trước mặt hắn, ông ta lại tung một quyền vào khiên kiếm của hắn. Khiên kiếm rung lên dữ dội, Diệp Huyên và khiên kiếm lại bị đẩy lùi ra xa. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, Vô Si lại định ra tay tiếp, nhưng lúc này Diệp Huyên lại lên tiếng, khoan đã. Vô Si nhíu mày, làm gì? Diệp Huyên nói, để ta đánh trả một chiêu. Vừa nói hắn vừa mở lòng bàn tay. Khiên kiếm hóa thành kiếm bay về trong tay hắn, kế tiếp hắn tập trung thế và lực lượng từ chư thiên vạn giới, không chỉ vậy, còn có cả huyết mạch chi lực của hắn. Hắn biết đối mặt với vị điện chủ này, hắn phải dốc hết toàn lực. Diệp Huyên tiến lên một bước, ngón cái khẽ gõ nhẹ, kiếm Thanh Huyên trong bay tức khắc bay ra. Kiếm vừa bay ra,
lực lượng mạnh mẽ như tinh hà đổ xuống, thoáng chốc khiến cả yêu thần giới phải nứt lìa. Vô số người và yêu thú đều bị sốc, tất cả đều nhìn lên bầu trời yêu thần thành. Xa xa, Vô Si híp mắt lại, lần đầu tiên trong mắt hiện lên vẻ nghiêm nghị, ông ta bước lên một bước, tay phải giơ lên chặn ngang trước người, ngự thủ thiên địa. Bùm! Một lực lượng mạnh mẽ đột nhiên trào ra từ trong cơ thể ông ta, cuối cùng tập trung trên cánh tay. Đoàng! Một vùng kiếm quang bắn ra, cánh tay Vô Si nứt toác, đồng thời bản thân ông ta cũng lùi lại mấy vạn trượng. Ông ta vừa dừng lại, thời không nơi ông ta vừa đứng đã bị hủy diệt, trở nên đen kịt. Vô Si chậm rãi nhắm hai mắt lại, thân thể đã hoàn toàn rạn nứt, nhưng lại hồi phục rất nhanh, một lát sau ông ta nhìn Diệp Huyên, rất mạnh. Diệp Huyên cầm kiếm đứng thẳng, cười nhẹ, như nhau thôi. Vô Si nhìn hắn, Tiêu Bảo Các không bảo vệ được ngươi đâu. Hôm nay, thế giới này sẽ là nơi chôn cất ngươi và tất cả người của Tiêu Bảo Các. Nói xong ông ta định xuất chiêu, đúng lúc này, một tiếng quát tức giận đột nhiên vang vọng khắp bầu trời từ phương xa, ai dám đả thương thiếu chủ của huyên giới ta? Con mẹ nó, ai dám? Thiếu chủ huyên giới. Mọi người ở đây ngơ ngác. Ai là thiếu chủ huyên giới? Mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tại nơi xa xa phía chân trời, hai ông lão vội vàng chạy tới. Người đến chính là Huyền Âm và Huyền Ngộ từng đến Thiên Gia Chu tộc tìm Diệp Huyên. Vô Si ở phía dưới nhìn thấy hai người kia thì nhăn mày, đây lại là ai? Huyền Âm và Huyền Ngộ xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nhìn thấy Diệp Huyên, hai người do dự một lát, sau đó Huyền Âm rất cẩn trọng hỏi, công tử, cậu chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó gật đầu, hai vị là. Huyền Âm ngập ngừng, sau đó nói, công tử. Có không xem huyết mạch của cậu một chút được không? Diệp Huyên nhíu mày, các ngươi là. Huyền Âm vội vàng nói, hai chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn xác nhận thân phận của cậu. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó thúc giục huyết mạch phong ma trong cơ thể. Nhưng mà, hai người lại ngây người. Huyền Âm nhíu mày, không phải sao? Nói xong, hai người nhìn nhau một cái, trong mắt đều mang theo chút nghi vấn. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, ta còn một loại huyết mạch khác. Nói xong, hắn thúc giục huyết mạch bất tử. Hai người nhìn thấy sức mạnh của huyết mạch bất tử, sắc mặt thay đổi, tiếp đó là mừng như điên, sau đó hai người hành lễ thật sâu với Diệp Huyên, bái kiến thiếu chủ. Thiếu chủ. Diệp Huyên trầm lặng một lúc, sau đó nói, các ngươi là người của mẫu thân. Huyền Âm vội vàng nói, đúng vậy. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, mẫu thân có khỏe không? Huyền Âm gật đầu, chủ mẫu rất tốt, chỉ là rất nhớ thiếu chủ. Nhưng kiếm chủ không cho bà tới tìm cậu, nói là để thiếu chủ tự mình trưởng thành. Lần này, chủ mẫu thật sự không nhịn nổi, bởi vậy, phái chúng ta đi tìm thiếu chủ. Diệp Huyên cười nói, các ngươi biết cha ta. Huyền Âm gật đầu. Diệp Huyên có chút khó hiểu, vậy sao các ngươi lại không biết huyết mạch của ta? Huyết mạch. Huyền Âm cười khổ, chúng ta chưa từng gặp qua loại huyết mạch như của thiếu chủ. Diệp Huyên còn muốn hỏi, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, với thực lực hiện tại của chủ nhân, cơ bản không thể kích hoạt huyết mạch phong ma, bởi vậy, ngoại trừ một vài người lớn tuổi lúc trước, những người còn lại cơ bản không thể biết huyết mạch phong ma của y. Nghe vậy, Diệp Huyên đã hiểu. Lúc này, xa xa Vô Si đột nhiên nói, tán gẫu xong chưa? Huyền Âm xoay người nhìn về phía Vô Si, chính là ngươi muốn tiêu diệt thiếu chủ của huyên giới ta. Vô Si híp mắt lại, thiếu chủ huyên giới. Huyền Âm cười nhạo một tiếng, thế nào, chưa nghe nói qua huyên giới. Vô Si gật đầu, quả thật chưa từng nghe nói về huyên giới. Như thế nào, huyên giới rất lợi hại sao? Huyền Âm cười ha ha, tiếng cười không kiêng nể gì. Lúc này, Diệp Huyên kéo tay áo của Huyền Ngộ ở bên cạnh, tiền bối, huyên giới rất lợi hại sao? Huyền Ngộ cười khổ, thiếu chủ, cậu gọi ta Huyền Ngộ là được rồi, hai chữ tiền bối, ta thật sự không dám nhận. Diệp Huyên cười nói, trả lời câu hỏi của ta trước đã. Huyền Ngộ do dự một lát, sau đó nói khiêm tốn một chút, lợi hại hơn yêu giáo. Diệp Huyên chớp chớp mắt, không khiêm tốn thì sao? Huyền Ngộ cười ngạo nghễ, yêu giáo là cái thá gì? Diệp Huyên,
Huyền Ngộ cũng không che giấu câu nói kia của mình, bởi vậy, lời của ông ta trực tiếp truyền khắp quanh đây. Khi nghe thấy lời của Huyền Ngộ, sắc mặt đám yêu thú ở đây lập tức trở nên khó coi. Yêu giáo là cái thứ gì? Đây không còn là đang coi thường yêu giáo nữa rồi. Đây là đang nhục mạ yêu giáo. Một bên, Vô Si đột nhiên lắc đầu cười, lợi hại. Cho đến bây giờ, vẫn chưa từng có người nào dám nói yêu giáo ta là cái thá gì. Huyền giới à, ta phải xem huyền giới ngươi có bao nhiêu lợi hại, các ngươi nhất định đừng làm cho yêu giáo ta thất vọng. Huyền Âm cười nói, sẽ không làm ngươi thất vọng đâu. Vô Si nhìn chằm chằm Huyền Âm, hai vị ngông cuồng như thế, có lẽ thực lực khẳng định không tồi, nào, để ta mở mang tầm mắt một chút. Vừa dứt lời, ông ta đột nhiên tung người nhảy lên, trực tiếp đánh một quyền về phía Huyền Âm đứng đầu. Một quyền này đánh ra, trời đất chấn động. Lực lượng thân thể của yêu thú vốn cường, hơn nữa Vô Si cũng không phải yêu thú bình thường, bởi vậy, dưới một quyền toàn lực của ông ta, đủ để làm chấn động tiêu diệt trời đất này. Trong mắt Huyền Âm lộ ra tà khí, ông ta tiến lên trước một bước, chỉ tay một cái, Ngân Hà mất đi. Ngân Hà mất đi. Cái chỉ tay này khiến cảnh tượng nơi đây trở nên huyền ảo, trong phút chốc, Huyền Âm và Vô Si kia đều đặt mình vào trong một tinh không vô tận, cùng lúc đó, phiến tinh không vô tận này lại giống như nổ tung, bắt đầu mai một từng tấc một. Ngân Hà mất đi. Đối mặt với một quyền này của Vô Si, Huyền Âm lựa chọn cứng rắn đối đầu. Ầm. Một quyền một chỉ tay vừa tiếp xúc, lập tức long trời lở đất. Ầm vang. Hai người đồng thời bị lùi mạnh về sau, trong quá trình lùi lại, lực va chạm mạnh mẽ khiến cho vô số thời không bị phá tan và mai một, mà xung quanh, lũ cường giả yêu tộc cũng là liên tục lùi về sau, tránh né uy lực còn lại của lực lượng do hai người phát ra. Một bên, Diệp Huyên thầm khiếp sợ. Không thể không nói, Huyền Âm và Vô Si thật sự rất mạnh. Hắn cũng không biết hai người rốt cuộc có phải cường giả trên tầng 6 không, dù sao. Hai người đều rất khủng bố. Đương nhiên, giờ phút này hắn không hề có chút sợ hãi nào, chỉ có hưng phấn. Máu trong người hắn đều đang sục sôi. Chiến. Hắn rất muốn chiến đấu. Diệp Huyên nhìn về phía Khôi Thần ở một bên, tay trái hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay, mà Khôi Thần cũng cảm nhận thấy chiến ý của Diệp Huyên, lập tức nhìn về phía Diệp Huyên, híp mắt lại, tay phải từ từ nắm chặt. Nhưng vào lúc này, Huyền Ngộ chắn trước mặt Diệp Huyên, thiếu chủ, bọn họ đâu cần đến người ra tay. Để thuộc hạ. Nói xong, ông ta lao thẳng đến chỗ Khôi Thần. Diệp Huyên không nói gì. Vô cùng cạn lời. Hắn thật sự rất muốn chiến đấu. Hắn thật sự không muốn dựa vào cha dựa vào muội muội. Không đúng, bây giờ còn thêm cả mẹ. Nghĩ vậy, Diệp Huyên càng thêm cạn lời. Hình như bản thân đã đi càng ngày càng xa trên con đường làm vua dựa dẫm này. Một bên, Tả Thượng Sứ đi đến bên cạnh Thượng Thiên Sứ, nhẹ giọng hỏi, người có biết huyền giới không? Thượng Thiên Sứ chần chừ một lát, lắc đầu, ta không biết. Tả Thượng Sứ nhíu mày, ngay cả ngươi cũng không biết. Tuy rằng thực lực của hai bọn họ không chênh lệch nhiều, nhưng là, ông ta cơ bản không quản lý sự vụ, rất nhiều chuyện bên ngoài, đều là Thượng Thiên Sứ lo liệu. Bởi vậy, Thượng Tiên Sứ có thể nói là hiểu biết sâu rộng, mà ông ta thật không ngờ, ngay cả Thượng Tiên Sứ cũng không biết về huyền giới này. Thượng Tiên Sứ nhìn thoáng qua Diệp Huyên ở xa xa, nhẹ giọng nói, Diệp công tử, rất thần bí. Nói xong, nàng ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tả Thượng Sứ, khi nào Nam Sứ đến. Tả Thượng Sứ trầm giọng nói, nhiều nhất là một khắc. Một khắc. Trong mắt Thượng Tiên Sứ lộ ra chút lo lắng, hy vọng tới kịp. Nói xong, nàng ta ngẩng đầu nhìn tinh không, giờ phút này, các cường giả của Tiên Bảo Các đã bị tổn thất rất nhiều, nếu cứ tiếp tục như vậy, những cường giả Tiên Bảo Các đuổi tới này có thể sẽ bị diệt toàn quân. Hơn nữa, nàng ta phát hiện, càng ngày càng nhiều cường giả yêu giáo chạy về yêu giáo giới. Tổng các của Tiên Bảo Các cách nơi đây quá xa, mà những cường giả đỉnh cấp thật sự của Tiên Bảo Các lại đều ở tổng các. Bởi vậy, lần này Tiên Bảo Các không suy nghĩ kỹ càng đã lựa chọn khai chiến với yêu giáo, vốn đã ở vào thế bất lợi. Nhưng không có cách nào. Nàng ta cuối cùng vẫn lựa chọn đánh cược, nàng ta không có đường lui, Tiên Bảo Các cũng không có đường lui. Nếu là không chọn bảo vệ Diệp Huyên,
về sau còn ai tin sự đãi ngộ khách quý của Tiên Bảo Các. Dường như nghĩ đến cái gì, Thượng Tiên Sứ đột nhiên nhìn Diệp Huyên đứng ở xa xa, nàng ta phát hiện, Diệp Huyên từ đầu đến giờ đều rất bình tĩnh. Còn có huyền giới này, rốt cuộc là một thế lực như thế nào? Thượng Tiên Sứ thở dài trong lòng. Bây giờ nàng ta cũng không biết nên kết thúc như thế nào. Nhưng vào lúc này, xa xa phía chân trời đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, mười mấy tàn ảnh chợt xông ra từ trong thời không bị nứt ra đó. Thượng Tiên Sứ nhìn thấy một màn này, sắc mặt liền trầm xuống. Lại là cường giả của yêu giáo. Hơn nữa, trong đó có ba đại yêu còn là cường giả tầng 6. Còn lại toàn bộ đều là tầng 5. Sau khi mười mấy tàn ảnh kia xông ra, liền lao thẳng đến chỗ Diệp Huyên ở xa xa. Diệp Huyên trông rất bình tĩnh, hai mắt từ từ nhắm lại, kiếm Thanh Huyên trong tay trái khẽ rung động. Khi mười mấy tàn ảnh đến trước mặt Diệp Huyên, hắn đột nhiên mở mắt, ngay sau đó, hắn rút mạnh kiếm lia nhanh một đường, một mảnh kiếm quang như thác nước. Nhất kiếm chảm mệnh. Một kiếm chém ra, tất cả hóa thành hạt bụi trong chớp mắt. Sắc mặt của ba vị cường giả tầng 6 đứng đầu yêu giáo lập tức thay đổi rõ rệt, đều lùi mạnh về sau, nhưng phản ứng của những cường giả tầng 5 phía sau bọn họ lại không nhanh như vậy, vừa mới lùi, lập tức bị sức mạnh của thời gian lưu thể ảnh hưởng đến, sau đó chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Một kiếm chém giết chết hơn 10 vị cường giả tầng 5. Sắc mặt của ba vị cường giả tầng 6 của yêu giáo chạy thoát kia trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, ba người nhìn Diệp Huyên giống như đang nhìn quái vật vậy. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên lập tức biến mất, lúc này, xa xa Khôi Thần đột nhiên nói, cẩn thận, một kiếm kia của hắn là chém tương lai, các người phải luôn cảnh giác, không được lơ là. Chém tương lai. Ba vị cường giả tầng 6 của yêu giáo nghe thấy lời Khôi Thần nói, lập tức lùi về gần nhau. Sau đó thi triển ra vô số kết giới mạnh mẽ trấn thủ khu vực thời không nơi bọn họ đang đứng. Mà Diệp Huyên lại mỉm cười, không làm gì cả. Đúng lúc này, xa xa Khôi Thần đang giao chiến với Huyên Ngộ, đồng tử mắt chợt co rụt lại, ông ta giơ tay phải lên chắn. Ầm. Một mảnh kiếm quang vỡ vụn, tiếp theo, Khôi Thần bị đánh lùi mạnh đến mấy ngàn trượng. Một kiếm này chính là nhắm vào ông ta. Diệp Huyên đang định xuất kiếm một lần nữa, lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, một quyền ấn đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Diệp Huyên vừa động tâm niệm, kiếm Thanh Huyên lập tức hóa thành một khiên kiếm chắn trên đỉnh đầu. Ầm. Quyền ấn kia vừa đánh lên khiên kiếm run lên kịch liệt, sau đó Diệp Huyên cả người lẫn khiên đều bị rơi xuống phía dưới. Ầm. Trong phút chốc mặt đất nứt ra, xuất hiện một cái vực thẳm sâu không thấy đáy. Một người đàn ông rơi từ từ trong không trung, người đàn ông mặc một chiếc áo bào bằng vải đay đơn giản, hai tay chắp sau lưng, mỗi một bước đều khiến trời đất này rung động, không chỉ như thế, hơi thở của ông ta mạnh đến mức khiến cả trời đất đều trở nên hư ảo. Khoảng trời đất này căn bản không chịu nổi lực lượng của ông ta. Thượng Tiên Sứ và Tả Thượng Sứ nhìn thấy người đến, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì người đến chính là Thần Hoang. Điện chủ của Hoang Yêu Điện đứng đầu trong tứ đại điện của yêu giáo. Hoang Yêu Điện đứng đầu trong tứ đại điện, mà Thần Hoang này còn là người đứng đầu trong các điện chủ tứ đại điện, trong cả yêu giáo, địa vị của ông ta chỉ dưới vị giáo chủ yêu giáo thần bí khó lường kia. Thần Hoang nhìn thoáng qua độ sâu của vực thẳm, vẻ mặt bình tĩnh, thiếu chủ huyên giới. Rất lợi hại sao? Giọng nói bình lặng như nước, nhưng lộ ra một sự khinh thường từ trong xương cốt. Thần Hoang. Đây tuyệt đối là một truyền kỳ của yêu giáo, từ lúc rất trẻ đã vô địch toàn bộ yêu giáo. Đương nhiên, phải trừ bỏ vị giáo chủ yêu giáo thần bí khó lường kia. Tại yêu giáo có một kỷ lục, đến bây giờ vẫn không ai có thể phá. Đó là Thần Hoang năm đó mệnh huyền cảnh chém giết một vị cường giả trụ tâm cảnh tầng 5. Mệnh huyền cảnh chém giết tầng 5. Đây là nghịch thiên đến mức nào? Về phần Thần Hoang hiện tại thì lại càng thâm sâu khó lường, hơn nữa, đã rất lâu rồi không có yêu nhìn thấy ông ta ra tay. Có thể nói, ở yêu giáo, Thần Hoang tồn tại giống như một vị thần. Thượng Tiên Sứ và Tả Thượng Sứ nhìn thấy Thần Hoang, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc và khó coi. Bọn họ kiêng dè Thần Hoang, nhưng cũng không sợ Thần Hoang, bởi vì Nam Sứ đang trên đường đến đây rồi,
mà hiện tại, thần hoang đã xuất hiện trước nam sứ một bước. Lúc này, dường như nghĩ đến cái gì, mọi người nhìn xuống vực sâu vô tận ở phía dưới. Diệp Huyên đâu? Không phải là chết rồi chứ? Thần hoang nhìn thoáng qua vực sâu vô tận kia, ngay sau đó, ông ta nhăn mày lại, trong nháy mắt, ông ta giơ ngang cánh tay lên chắn. Một thanh kiếm chém tới. Ầm. Kiếm quang vỡ vụn, cánh tay thần hoang run lên kịch liệt, tiếp đó nứt ra, đồng thời bị lùi xa hàng chục trượng. Mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trên đầu Diệp Huyên, tay phải hắn cầm chuôi kiếm, trong phút chốc, thế và lực của chư thiên vạn giới hội tụ trong hắn, tiếp theo, hắn rút kiếm chém mạnh một nhát. Sát na sinh tử. Một kiếm này là hắn đã dốc hết toàn lực. Một kiếm chém xuống, kiếm quang như thác, cả trời đất nứt ra. Thần hoang nheo mắt, nắm chặt tay phải, trong khoảnh khắc nắm chặt kia, một lực lượng thần bí đột nhiên từ trong cơ thể hắn lan ra cánh tay, ngay sau đó, hắn đấm một quyền ra. Một quyền này đấm ra, một tiếng giống của yêu thú đột nhiên vang vọng trong yêu giáo giới này, vô số yêu thú hoảng hốt trong lòng, nằm úp sấp trên mặt đất, lạnh run. Huyết mạch uy áp. Một quyền một kiếm mới vừa tiếp xúc. Ầm. Diệp Huyên lập tức bị lùi mạnh về sau. Cái lùi này lại lùi vào trong vực thẳm thời không vô tận kia. Mà thần hoang kia cũng bị lùi xa hàng nghìn trượng, không chỉ như thế, toàn bộ cánh tay phải của ông ta đã hoàn toàn nứt rách, nhưng lại nhanh chóng khôi phục. Thân thể cường hãn. Xa xa trong vực thẳm thời không vô tận kia, Diệp Huyên cầm kiếm đứng thẳng, vẻ mặt bình tĩnh. Toàn bộ lực lượng của một quyền vừa rồi của thần hoang đã bị hắn đỡ được. Nghịch thuận chi thể, mặc dù hắn không phải yêu thú. Nhưng là loại thể chất độc đáo do hắn tự tạo ra này lại không hề yếu hơn yêu thú chút nào. Đương nhiên, ở phương diện lực lượng hắn vẫn không bằng thần hoang, dù sao yêu thú có lợi thế được trời ưu ái ở phương diện lực lượng. Nhìn thấy Diệp Huyên không sao, sắc mặt của Vô Si và đám yêu thú lập tức trầm xuống. Bọn chúng phát hiện, bọn chúng hình như đã đánh giá thấp thực lực của Diệp Huyên rồi. Lúc này, thần hoang đột nhiên bước lên trước một bước. Thời không trong phạm vi hơn 10.000 dặm lập tức dập dờn như sóng nước, tiếp theo, ông ta từ từ nắm chặt tay phải, trong khoảnh khắc ông ta nắm tay, một hơi thở khủng bố đột nhiên lan tràn khắp yêu thần giới. Xa xa, Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại. Tĩnh tâm. Ngưng thần. Kiếm thanh huyên trong tay trái Diệp Huyên bỗng nhiên rung động. Lúc này, thần hoang chợt đánh một quyền ra. Ầm. Một quyền ấn màu vàng đột nhiên thổi quét ra. Trong nháy mắt, cả phía chân trời lập tức bốc cháy. Một bên, Huyền Âm đột nhiên hoảng hốt, thiếu chủ, cậu cẩn thận. Diệp Huyên trợn mắt. Mẹ nó. Lão tử còn tưởng rằng ngươi muốn chống đỡ thay ta. Lại nói, Huyền Âm và Huyền Ngộ này có phải là cho rằng hắn rất lợi hại không? Hiện tại hai người đều đang không chiến đấu, nhưng không ai đến hỗ trợ, mà lựa chọn ở một bên nhìn hắn và thần hoang đánh nhau. Mở miệng nhờ giúp đỡ. Khuôn mặt già nua này thật sự có chút không chịu được. Tự mình đỡ. Diệp Huyên bước lên trước một bước, một kiếm chém ra. Nhất kiếm chảm mệnh. Một kiếm này chém trực tiếp lên quyền ấn kia. Ầm. Quyền ấn rung lên dữ dội, sau đó nhanh chóng mai một, nhưng lực lượng của một quyền này lại khiến hắn bị lùi xa hàng vạn trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên cảm giác toàn bộ cánh tay phải đều tê dại. Cánh tay này giống như không phải của hắn vậy. Lúc này, thần hoang đột nhiên biến mất tại chỗ. Xa xa, đồng tử mắt Diệp Huyên chợt co rụt lại, giờ phút này, hắn cảm giác như có hàng chục ngọn núi lớn đè ép về phía hắn. Diệp Huyên vừa động tâm niệm, kiếm thanh huyên hóa thành khiên chắn trước mặt. Ầm. Khiên thanh huyên rung lên kịch liệt. Một lực lượng mạnh mẽ trực tiếp xuyên qua khiên thanh huyên đánh lên người Diệp Huyên. Bịch. Cả người và khiên bị đánh lùi mười mấy vạn trượng, hắn mới vừa dừng lại, một tàn ảnh lại vút tới. Ầm. Diệp Huyên bị lùi lại, mà khoảng thời không chỗ lúc trước hắn đứng đã bị sụp đổ, biến thành một mảnh hư vô. Mà Diệp Huyên còn chưa dừng lại, thần hoang kia lại vút tới, tiếp đó lại là một quyền này càng thêm hung dữ bá đạo. Lúc này, xa xa Huyền Âm lại vội vàng nói, thiếu chủ, cẩn thận. Nghe vậy, Diệp Huyên suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Đại ca, người đừng mỗi kêu cẩn thận không.
ngươi thật sự ra giúp đỡ đi, các ngươi là sợ làm tổn thương lòng tự tôn của ta à? Không sao, lão tử không biết xấu hổ, các ngươi giúp đi. Nhưng mà, không ai giúp. Đều đang nhìn hắn cứng rắn đối đầu với thần hoang. Lúc này, quyền của thần hoang đánh tới. Một quyền này mang cho hắn cảm giác giống như nổ tung trời đất vậy, vô cùng khủng bố. Diệp Huyên nhẹ nâng ngón tay cái, kiếm thanh huyên ở trong vỏ đột nhiên bay ra. Nhất kiếm trảm mệnh. Hiện tại hắn chỉ có thể thi triển nhất kiếm trảm mệnh, bởi vì lực lượng của sát na sinh tử không bằng thần hoang, cho dù cộng thêm cả thế của chư thiên vạn giới và lực của chư thiên vạn giới cũng không bằng. Một kiếm này của Diệp Huyên chém lên một quyền kia, một mảnh kiếm quang bùng nổ ra. Ầm. Diệp Huyên phun ra một ngụm máu, lập tức bị lùi mạnh về sau. Mà thần hoang kia thì cau mày lại, bởi vì ông ta phát hiện, lực lượng của một quyền vừa rồi của ông ta vậy mà mất rồi. Nhưng mà, lực thời gian lưu thể của Diệp Huyên không đủ để có thể phá hủy cánh tay phải của ông ta. Thân thể của ông ta không phải thân thể bình thường, trừ phi ông ta đứng bất động, bằng không, lực thời gian lưu thể của Diệp Huyên căn bản không thể hủy diệt thân thể hắn. Thần hoang nhìn về phía Diệp Huyên ở xa xa, Diệp Huyên lau máu tươi ở khóe miệng. Ngay sau đó, trong mắt hắn ánh lên vẻ dữ tợn, trong nháy mắt, máu trong cơ thể hắn bắt đầu sục sôi. Ầm. Huyết mạch chi lực. Phong ma. Hai mắt Diệp Huyên biến thành màu đỏ máu, mà thời không chỗ hắn đứng biến thành một biển máu. Thần hoang nhìn thấy một màn này, hơi nhíu mày, huyết mạch chi lực. Diệp Huyên nhìn về phía thần hoang ở xa xa, thầm nói trong lòng, tiểu tháp. Vì sao ta sau khi kích hoạt huyết mạch mà vẫn tỉnh táo? Mẹ nó, không thể để ta thật sự điên một lần à? Điên. Hắn biết, uy lực của huyết mạch chi lực hoàn toàn được quyết định bởi hắn điên bao nhiêu. Càng điên, uy lực càng khủng bố. Nhưng vấn đề là, cho dù hắn hoàn toàn kích hoạt huyết mạch, đầu óc hắn vẫn tỉnh táo. Mẹ nó. Huyết mạch này của mình là giả à? Lúc này. Tiểu tháp đột nhiên nói, ta cảm thấy, có thể huyết mạch của người đã biến dị rồi. Diệp Huyên nhíu mày, biến dị. Tiểu tháp nghiêm túc nói, đúng vậy. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao lại biến dị. Tiểu tháp lạnh nhạt nói, có thể là người quá không biết xấu hổ. Cho dù là huyết mạch phong ma cũng không ảnh hưởng đến ngươi. Diệp Huyên. Tiểu tháp tiếp tục nói, tiểu chủ, ta có một chủ ý. Tuy rằng người không thực sự điên. Nhưng người có thể giả điên, cũng chính là người tự lừa mình điên rồi. Biết đâu có thể. Diệp Huyên. Lúc này, thần hoang đột nhiên nói, đây là át chủ bài cuối cùng của ngươi. Diệp Huyên nhìn về phía thần hoang, hắn từ từ nhắm mắt lại, thầm nói trong lòng ta điên rồi. Nói xong, hắn đột nhiên kêu lên một cách kỳ quái, sau đó bước mạnh lên trước một bước, chém kiếm về phía thần hoang. Thần hoang híp mắt, đánh một quyền ra. Ầm. Một mảnh kiếm quang màu máu đột nhiên bùng nổ, thần hoang thế nhưng bị một kiếm này chém lùi xa cả nghìn trượng, mà ông ta vừa mới dừng lại, nắm đấm hắn lập tức nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Các cường giả ở đây nhìn thấy cảnh này, đều kinh hãi. Thần hoang nhìn tay phải bị nứt ra của mình, lông mày khẽ nhíu lại, sâu trong mắt ông ta là một chút ngưng trọng. Xa xa, chính Diệp Huyên cũng ngây người. Wow! Giả điên cũng có thể. Nghĩ vậy, Diệp Huyên trở nên hưng phấn, hắn nhìn về phía thần hoang ở xa xa kia, lại là một tiếng kêu kỳ quái, tiếp theo, hắn hóa thành kiếm quang nổ bắn đi. Lúc này, tiểu tháp trong cơ thể Diệp Huyên đột nhiên nói, sau khi theo tiểu chủ, huyết mạch này cũng biến thành hoa hòe hoa sói rồi. Cứ như vậy, huyết mạch dương gia sắp biến chất mất. Một màn tiếp theo khiến cho sắc mặt mọi người ở đây đều trở nên cổ quái. Bọn họ phát hiện, Diệp Huyên điên rồi. Đây không phải trọng điểm là sau khi điên, thực lực của Diệp Huyên trở nên vô cùng khủng bố. Đây là cái thao tác gì? Điên cũng có thể biến mạnh. Dựa vào huyết mạch chi lực và kiếm thanh huyên, Diệp Huyên vậy mà có thể đánh ngang sức với thần hoang, không chỉ như thế, còn có xu thế chiếm thượng phong. Điều này khiến cho sắc mặt của những cường giả yêu tộc trở nên vô cùng khó coi. Ở trong lòng bọn họ, thần hoang giống như một vị thần. Thế mà, Diệp Huyên này lại có thể đánh cân sức ngang tài với ông ta. Đúng lúc này,
Xa xa thần hoang đột nhiên dừng lại, mà Diệp Huyên lại chưa dừng lại, hắn lại lao tới trước mặt thần hoang, hai mắt thần hoang híp lại, ngay sau đó, thân thể ông ta bắt đầu một trận biến hóa, trong giây lát, ông ta đã khôi phục bản thể. Bản thể của thần hoang có hình dạng như vượn lớn, toàn thân màu đỏ, hai tay giống như cột trụ trời, mang lại người ta cảm giác có thể đập vỡ trời đất. Sau khi khôi phục bản thể, đôi mắt giống như chậu máu của thần hoang hiện lên vẻ dữ tợn, sau đó đánh một quyền ra. Uy lực của một quyền này mạnh hơn không chỉ 10 lần so với trước. 10 lần. Bản thể của thần hoang có hình dạng như vượn lớn, toàn thân màu đỏ, hai tay giống như cột trụ trời, mang lại người ta cảm giác có thể đập vỡ trời đất. Sau khi khôi phục bản thể, đôi mắt giống như chậu máu của thần hoang hiện lên vẻ dữ tợn, sau đó đánh một quyền ra. Uy lực của một quyền này mạnh hơn không chỉ 10 lần so với trước. 10 lần. Đây là cái khái niệm gì? Một quyền đánh ra, kiếm quang màu máu trước mặt ông ta lập tức vỡ tan, ngay sau đó, cả người và khiên của Diệp Huyên bị đánh bay ra ngoài, cái bay này đâm vỡ hàng vạn thời không thần bí, mà khi hắn dừng lại, thân thể hắn nứt ra, vô số máu tươi bắn tung tóe. Không chỉ như thế, trên thân kiếm Thanh Huyên còn xuất hiện vài vết rạn. Huyền Ngộ và Huyền Âm nhìn thấy một màn này, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Huyền Ngộ nhìn Diệp Huyên người đầy máu ở phía xa, run giọng nói, thiếu chủ, cẩn thận. Nghe vậy, Diệp Huyên vốn vẫn có thể bình tĩnh tức thì phun ra một ngụm máu, thiếu chút nữa chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Chấm 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 chấm. Cẩn thận. Diệp Huyên thật muốn đâm cho lão già Huyền Âm này một nhát. Ngươi không thấy ta đã thê thảm đến thế này rồi sao? Ngươi đừng có chỉ biết hét kêu cẩn thận nữa. Qua giúp đi chứ. Phải nói lần này bị thương thật sự rất nghiêm trọng, sau khi thần hoang đó khôi phục lại thân xác đã suýt chút đấm tan thần hồn của ông ta. Sức mạnh quá lớn. Lúc này, thần hoang đã khôi phục lại thân xác đó chuẩn bị ra đòn, Diệp Huyên thấy vậy thì giật mí mắt, ông ta nhìn sang Huyền Âm, ánh mắt Huyền Âm đầy vẻ lo lắng, ông ta nói, thiếu chủ, cậu phải cẩn thận đấy. Diệp Huyên đưa mặt, suýt chết đứng tại chỗ. Lúc này, thần hoang tung ra một quyền. Quyền đó nhằm thẳng về phía Diệp Huyên. Sau khi quyền đó được đánh ra thì trời đất cũng theo đó mà đổ sập. Trời đất ở đây đã không thể chịu đựng nỗi sức mạnh khủng khiếp của nắm đấm. Diệp Huyên thấy nắm đấm đang hướng về mình thì ánh mắt liền thoáng vẻ hằm hằm, muốn dốc hết toàn lực liều một phen. Nhưng chính vào lúc đó, đột nhiên có một cô gái xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, cô gái cầm cây sáo ngọc, nhẹ nhàng tiến về trước. Quỳnh. Trước sự chứng kiến của vô số người, nắm đấm đó đã bị cây sáo ngọc bé nhỏ chặn lại. Thời không xung quanh đổ sập, nhưng cô gái đó và Diệp Huyên thì lại không sao. Thượng tiên sứ và tả thượng sứ nhìn thấy cô gái thì liền thở phào. Nam sứ. Cô gái trước mặt là nam sứ của Tiên Bảo Các, cũng là thủ lĩnh của Tam Đại Sứ. Thần hoang đó nhìn thấy nam sứ thì nheo mắt, nói, sao hả? Tiên Bảo Các của ngươi muốn tuyên chiến với yêu giáo của ta thật sao? Nam sứ không trả lời thần hoang mà quay sang nhìn Diệp Huyên, lúc này Diệp Huyên cũng đã nhìn rõ được khuôn mặt của cô gái. Cô gái mặc chiếc váy dài màu xanh rêu, trên váy có vẽ núi sông và lá trúc, mái tóc dài thả phía sau nhưng không hề rối. Khuôn mặt của cô gái không nổi bật lắm nhưng lại rất ưa nhìn, hơn nữa, khuôn mặt còn nở nụ cười nhạt, cho người ta cảm giác cứ như được tắm gió xuân. Rất thân thiết. Diệp Huyên do dự một lát rồi nói, cô nương, cô thật xinh đẹp. Mọi người. Nam sứ hơi ngây ra, rồi mỉm cười đáp lại ngay, cảm ơn. Nàng ta nói xong thì xòe bàn tay ra, một viên thuốc từ từ bay về phía Diệp Huyên, viên thuốc này có ích cho ngươi, mau uống đi. Diệp Huyên cũng không nghi ngờ, nhận lấy viên thuốc rồi uống ngay. Viên thuốc vừa vào người thì cơ thể Diệp Huyên liền bắt đầu hồi phục với tốc độ vô cùng kinh ngạc, đương nhiên, chuyện đó còn nhờ vào huyết mạch của bản thân hắn nữa. Nam sứ liếc nhìn Diệp Huyên, mỉm cười, nhẹ nhàng nói, huyết mạch của ngươi đúng là không đơn giản. Diệp Huyên nhìn sang thần hoang đã khôi phục thân xác ở phía xa, nói, cô nương, cô đánh có lại không? Nam sứ lắc đầu. Diệp Huyên chau mày, đánh không lại hả? Nam sứ mỉm cười. Đáp, đánh không chết, cơ thể của ông ta rất đặc biệt, nếu không có thần vật thì trong cùng cấp, ông ta là nhân vật không có đối thủ,
Diệp Huyên liền đưa kiếm Thanh Huyên ra, nói, cô nương, cô dùng thanh kiếm này đi. Nam sứ liếc nhìn kiếm Thanh Huyên, đôi mắt xinh đẹp thoáng vẻ thắc mắc, công tử, thanh kiếm này của ngươi thật sự rất đặc biệt, chắc người làm ra nó vô cùng lợi hại. Diệp Huyên cười ha ha, đáp, cũng tạm tạm, người ấy chỉ mạnh hơn ta chút xíu thôi. Nam sứ liếc nhìn Diệp Huyên, nói, công tử, mặc dù thanh kiếm này lợi hại nhưng ta lại không dùng kiếm. Diệp Huyên mỉm cười, nói, không sao cả, thanh kiếm này có thể biến ra bất cứ hình thái nào. Nam sứ chớp mắt, nói, thật không? Diệp Huyên gật đầu, mỉm cười, nói, cô đẹp như vậy, sao ta nỡ lừa? Thượng tiên sứ và tả thượng sứ nghe Diệp Huyên nói thì sắc mặt liền trở nên khác lạ. Vẻ mặt của đám yêu thú cũng trở nên kỳ lạ, mẹ nó, tên loài người này có vẻ không tốt lành gì. Nam sứ nghe Diệp Huyên nói thì nở nụ cười rạng rỡ, nói cái miệng này của công tử nói hay thật đấy. Nàng ta vừa nói vừa cầm kiếm Thanh Huyên lên, trong lòng vừa có suy nghĩ là kiếm Thanh Huyên liền biến thành một cây sáo dài. Nam sứ thấy vậy thì ánh mắt thoáng vẻ bất ngờ, sau đó thì chuyển sang sốc. Nam sứ nhìn sang Diệp Huyên, mỉm cười nói, có thể tặng ta thanh kiếm này không? Diệp Huyên mỉm cười đang định gật đầu thì Tiểu Tháp đột nhiên nói, mẹ kiếp, tiểu chủ, bình tĩnh chút đi nào. Diệp Huyên nghe thấy thì ngây ra, lúc này đầu óc hắn mới tỉnh táo lại, đây là kiếm Thanh Huyên đấy. Hình như không thể tùy tiện tặng người ta đâu. Lúc này nam sứ mỉm cười, nói ta đùa thôi. Nàng ta nói xong thì quay người, đi về phía thần hoang đó. Diệp Huyên hơi xấu hổ, nếu không có Tiểu Tháp ngăn cản thì hắn suýt chút đã gật đầu rồi. Mình là người nghiêm túc mà sao lại có thể để cái đẹp làm mờ mắt chứ? Không nên. Đột nhiên, Tiểu Tháp hạ giọng nói, tiểu chủ, ta nghi ngờ nếu lúc nãy nàng ta cầu xin thì chắc người sẽ cho ngay mà không cần do dự. Tiểu Hồn bỗng nói, không cần nghi ngờ, tiểu chủ nhất định sẽ làm vậy. Tiểu Tháp. Diệp Huyên hơi xấu hổ, hắn cười gượng, nói, sao có thể? Lúc này, ở phía xa, nam sứ đó đã đến trước mặt thần hoang, nàng ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mặt thần hoang, nói, nghe danh thần hoang điện chủ từ lâu, hôm nay muốn thỉnh giáo vài chiêu. Thần hoang nhìn nam sứ chằm chằm, nói, tới đi. Ông ta vừa dứt lời thì bỗng nhún người bay lên rồi đánh xuống một đấm. Đấm đó vừa được đánh ra, trời đất liền đổ sập, nguồn sức mạnh cực lớn như núi lửa phun trào, bỗng chốc tràn ra bốn phía, thời không trong phạm vi 10 vạn dặm trở lại lập tức bị hủy diệt. Tất cả nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt đều trở nên nặng trĩu. Diệp Huyên trao chặt mày, hắn nhìn sang nam sứ có thể đỡ được đòn đấy không? Tất cả cao thủ có mặt đều nhìn về phía nam sứ. Trước sự chứng kiến của mọi người, nam sứ bước về trước một bước, giơ cây sáo ngọc trong tay lên miệng, tiếp đó, một khúc nhạc du dương cất lên. Lúc mới nghe, khúc nhạc cứ như nước chảy từ trên núi cao vạn trượng xuống, mạnh mẽ giạt rào khiến người nghe phấn chấn nhưng rất nhanh sau đó, khúc nhạc đã thay đổi, giống như gió xuân chậm chậm thổi qua, khiến người nghe cảm thấy sảng khoái. Lúc lại nhanh, khi thì chậm. Những người ở đó đều mê đắm trong khúc nhạc du dương. Họ đều quên mất nắm đấm kinh thiên của thần hoang. Thần hoang đã dừng tay chưa? Vẫn chưa. Lúc nắm đấm của ông ta chỉ còn cách nam sứ mấy trượng, một luồng sức mạnh thần bí đã hóa giải toàn bộ sức mạnh của nắm đấm vốn vô cùng khủng khiếp lập tức trở nên yếu mềm, không có chút sức mạnh nào. Thần hoang hoảng hồn, vội vã thu tay lại, lùi xa về sau, nhưng khi ông ta vừa mới dừng lại thì nắm đấm của ông ta đột nhiên rách toạc, máu tươi bắn ra. Không chỉ có vậy, cơ thể và linh hồn của ông ta cũng từ từ tách rời nhau. Thân xác và linh hồn tách ra. Trong mắt thần hoang liền co lại, ông ta sợ đến tột độ, tiếp tục lùi về sau, lần này ông ta lùi đến mấy vạn trượng. Tiếp đó, ông ta điên cuồng khống chế luồng sức mạnh thần bí trong cơ thể mình nhưng thân xác và linh hồn của hắn vẫn cứ từ từ tách rời nhau. Từ phía xa, nam sứ nhìn vào cây sáo trong tay mình, ánh mắt thoáng vẻ phức tạp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 190.